còn con bổ nữa nha. Bổ đen á. Nó bán live, không bán được, đăng hình bán hết. Bổ rồi á. Comment cho em là tặng 49 à 39k giùm em nhé.
đặt 39k dùm em. Hôm nay giúp em là mã đặt 39k. Đây, tôi set 3 món. Nhớ là tương tác nhiều để mình không có bị ẩn comment nha mấy chị. Rồi, cái set 3 món em hết sạch. Hết sạch sành xanh, không còn một bộ nào hết. Hết sạch luôn nha mọi người. Trời ơi, 19.000 luôn. 3 món mà tặng 19.000 luôn. Đó, ai mà bị ẩn comment trong cái like này là hơi bị tiếc nha. Đó, 3 món dùm em thấy xịn sò chưa? Rồi, người những cái áo trong thôi đã rất là xịn. Áo trong xịn lắm luôn đó mọi người. Cái áo trong chất của nó xịn, ôi là xịn, nó dày bịch luôn. Nè, cái quần nè. Đó, rồi ghi dùm em là 3 món 19k. Ẩn comment ở đầu cái like này là tiếc lắm nha mấy bà. Ôi, cái quần chắc xịu luôn. Rồi, 3 món 19k luôn dùm em. Tương tác để nó không có bị ẩn comment nha mấy chị. Tương tác để không có bị ẩn comment nha. Rồi, xịn sò thì luôn. Đây, mã này. Thôi mọi người ơi, những cái đầm này mà em tặng cho mọi người thì mọi người nghĩ là nó rẻ hay không? Tương tác giùm em chưa? Được bao nhiêu lượt share rồi mấy chị ơi? Nhớ là comment đúng mã nha. Em đọc mã như thế nào là mọi người phải comment đúng mã như vậy. Không là không có được đâu nha mấy chị. Mọi người comment mỗi 19k một lượt thôi. Mới có 16 lượt chia sẻ à. Mới có 16 lượt chia sẻ bài thôi mấy chị ơi. Mới có 16 lượt chia sẻ bài á, sao em tặng được? Nè mấy chị vô nhìn coi nè, em phải 16 lượt share bài không? Rồi sao chúng tặng cho mấy chị nè, mấy bà có chia sẻ đâu. Trời ơi này, mấy thím ơi, mấy thím nhìn lượt chia sẻ dùng con cái giờ ạ. Có 16 lượt chia sẻ đông nghẹt người mà có 16 lượt chia sẻ quá trời quá đất luôn, chắc xỉu á. Có 16 lượt chia sẻ mà mấy bà vô comment quà tới tấp vậy, sao chúng tặng mọi người vậy? Phải xe bài cho chúng chứ, không xe bài sao chúng tặng cho mọi người được. Like, share và comment nè, bấm thích like ở đây nè mấy bè. Đó. Đó, và share giùm em nha. Trời ơi, có 17 lượt chia sẻ, 16 lượt chia sẻ bà. Bà vô tí là thì em bấm đơn cho mấy chị rồi á, không kiểm tra được share là bấm đơn cho mấy chị luôn rồi đó. Không ai chia sẻ bài hết trơn luôn. Chịu chết. Trời ơi, mấy chị dáng chia sẻ giùm em nha. Không chia sẻ mà mấy chị vô comment rồi nhìn lại có 16 lượt chia sẻ rồi em muốn xỉu té ngang luôn á. Mọi người chia sẻ nhiều giùm em để nó có tương tác với mọi người chứ, chia sẻ được có mười mấy hai mấy lượt chia sẻ sao em like tặng với mọi người được nha. Mình vô mình có hội nhóm, ví dụ như hội nhóm vài ba hội nhóm, mọi người chia sẻ cho em vài ba hội nhóm là ok, mình thoát ra là ok. Chứ đằng này ai cũng vô comment mã tặng mà không ai chia sẻ làm sao mình bấm đơn được. Không đủ được chia sẻ luôn bấm đơn được đâu mấy chị ơi, ít lắm những vài trăm mấy hai trăm được chia sẻ cho em nha. Rồi mã này giùm em, hèn gì em nói là sao mà nó cứ đứng hoài ở cái lượt coi đó, mấy chị có chia sẻ đâu. Rồi comment giúp em mã này. Rồi đầm này là 145.000 em tặng mấy chị cái like luôn, 79.000 luôn đó. Comment giúp em cái đầm này là hàng xịn loại một nha mọi người. Đó, hàng rất là xịn và kèm túi nút như thế này nè mọi người. Nhìn cái chất này. Rồi, 79.000 một cái đầm, xuất sắc chưa? Rồi comment giúp em là đầm 79k. Ráng tương tác đi đã rồi comment với chị ơi. Nói chung đâu có thấy tương tác đâu mà mấy chị vô comment chi vậy? Quá trời quá đất không ai chia sẻ cho em bé luôn. Rồi áo này. Áo này bà làm nhanh tay 10k luôn giùm em. Áo 2 dây em bán 85.000 đó, hàng này hàng xịt nha mọi người. Để cho mọi người trên like 10k luôn. Comment giúp em là 10k nhá. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là mã 10k. 10k luôn giùm em, áo 10k nha mọi người. Sao mấy chị xét này luôn, tặng tương tác. Tặng để lấy tương tác và lấy lượt xem. Mà mấy bà không chịu xem cũng không chịu tương tác thì em không biết tặng cái gì luôn đó. Rồi mã này giùm em nha mọi người. Xét giùm em 50 đi. Xét 50.000 quần rất là đẹp nha mọi người nhá. Quần cực kỳ đẹp luôn. Rồi ghi giùm em nha, 50. Comment giúp em là mã 50 giùm em. Mã giùm em 50.000. Chia sẻ đi làm mấy chị ơi, có mấy chục người chia sẻ cho bấm đơn được đâu. Đủ trên 100 lượt chia sẻ thì mới bấm đơn cho mấy chị được nha. Nào đủ 100 lượt chia sẻ em cứ lên mã, nào đủ 100 lượt chia sẻ thì báo em. Mới có 50 mấy lượt share. Mới có 50 mấy lượt chia sẻ chưa bấm đơn được đâu mấy chị. Chưa bấm đơn. Cái set này em like. Cái set này em like không chắc bán được, chắc được chưa được 10 bộ á. Mà đang hình bán hết mấy bộ luôn mọi người. Má cái set này ai nhận hàng về cũng mê hết á. Cái set này rất là đẹp luôn. Mà không biết bây giờ tặng chị set này bao nhiêu tiền. Rất là xịn sò luôn mọi người. Set này xịn lắm luôn á.
đủ lượt chia sẻ với chị ơi, mới có 56 lượt xe à. Ráng lên giùm em, đủ 100 lượt chia sẻ thì em mới bấm đơn được thêm mấy chị. Cái này em sẽ bấm dựa vào lượt thống kê chia sẻ nhiều nhất. Bạn nào chia sẻ nhiều nhất thì chung bấm. Chứ ở đây giờ có 1 người, 2 người chia sẻ ít quá em không bấm được rồi. Người chia sẻ nhiều nhất mới có 3 lượt. Bà chia sẻ nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thôi đó mấy chị. Còn lại là mỗi chị một lượt chia sẻ cho hội nhóm luôn. Mỗi người chỉ có một lượt chia sẻ cho hội nhóm luôn á. Người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ này. Người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thôi đó mấy chị. Rồi mã này ghi dùm em, tặng mấy chị luôn. Thế này hàng rất là xịt nha mọi người. Thế này xịt sò một tì luôn. Đây, mã này dùm em nguyên cả set luôn nha mọi người. Đó ôi xinh chưa. Rồi set này tặng cho bà nào nhanh tay 95.000 có set cho mấy chị. 95.000 chưa bấm đơn đâu, đúng bộ comment mấy chị ơi. Bây giờ em nó chưa thấy cái lượt chia sẻ nhảy lên, em chưa bấm cho ai hết mọi người. Bây giờ em lựa dựa vào cái lượt thống kê thôi mọi người. Tại vì nó quá ít lượt chia sẻ luôn. Mỗi bà chia sẻ có 1 lần nè. Có 1 lần thì làm sao mà nó tương tác được với chị. Ráng chia sẻ lên giùm em nha. Ráng chia sẻ lên giùm em. Người nhiều nhất mới có 3 lượt chia sẻ thì làm sao mà bấm đơn với bà được rồi. Áo này tặng luôn. Áo này tặng luôn cho mấy chị nha. Áo này bà nào nhanh tay 39k luôn, có đủ 3 màu. Áo này em dơ cho mấy chị con một cái màu nâu nhé. Tại dơ màu đen nhiều thì mấy chị có nhìn thấy không. Đó, 39.000 em bán 85.000 đó. Tặng mấy chị 39.000 luôn. Áo này hàng body hàng xịn nha. Xét chung mặt là 125. Xét chung mặt là 125 như người đẹp. Rồi, áo thì em 39k. Đó, comment cho em áo 39k có 3-4 cái. Chia sẻ thì không có bị ẩn comment. Xét chung mặt là 139. Alo, 125. Xét chung mặt là 125 rồi. Áo 10k cho chị Anh Loan. Quá trời mã tặng luôn rồi. Có bà nào chia sẻ bài đâu. Một có vài người chia sẻ bài à. Á trời quá đất. Giận ghê ấy. Rồi set 19 cho Đỗ Phương. Đỗ Phương chỉ chọn cho một món này em đi hàng nha. Á ôi. Được set 19.000 Rồi set 95 cho Thúy Hiểu. Rồi mấy mã kia là mã gì vậy em? Không nhớ nữa đó. Sẽ đăng mặt cho Bảo Hân đặt. Ủa sao mấy mã kia em không thấy ai comment thế chị ta? Mã gì ở dưới vậy em? 39, 7, 7, 9, 4, 9. 39 cho chị Mặt Trời Tím. 79 hả? Còn một mã 79 với một mã bao nhiêu? 49. Ủa sao mấy mã này em không thấy comment ta? Hay là nó bị ẩn comment trời. Không thấy comment luôn. Còn một mã 39. Còn một mã 49 với 79. Ngọc Nhi bông hàng rồi em ơi. Ngọc Nhi bông hàng rồi. Bây giờ chị xét trong mặt. Xét trong mặt còn hai màu này nữa nè. Xét trong mặt còn hai màu này nữa. Siêu đẹp. Đây. Đây là cái chị. Xét trong mặt còn một màu xanh với một màu hồng. Xanh hồng với lại là đời xíu đen tặng cho. Còn nữa, phải hai mã kem chưa thấy, không biết là bị gì. Bị ẩn comment hay sao. Được có 3-4 người comment thấy ở đây à. Thấy được người nào bấm cho người đó luôn rồi đó. Rồi ghi dùm em nha. Đây, cái này ghi dùm em là màu bơ. Màu bơ nha mọi người, màu bơ. Đây. Đó. Hôm nay mới gửi nha, hôm nay mới gửi nha Phương ơi. Rồi cái này ghi dùm em là màu hồng. Set em đang mặc đấy nha mọi người, màu hồng và màu xanh lá. Có 125.000 thôi, form siêu đẹp. Bà nào lấy thì chốt. Set em đang mặc, nó chất bao đẹp luôn. 125 nha mấy chị. Ai lấy 125 thì ghi dùm em là 125. Siêu cưng ha. Á ôi. Vải nó dày kinh khủng luôn đó mọi người. Không phải hàng rẻ đâu, vải siêu dày luôn. Ở trong của nó là có quần nha. Nhưng mọi người khi mặc lên đó mọi người mặc rất là thoải mái luôn. Đi đâu hay là này kia. Có 125.000 à. Để cho mọi người đây like có 125.000 thôi. Cái này form chất siêu đẹp luôn. Màu em là màu lúc tôi em bán hết rồi còn có 6 bộ ở đây à. Xếp trắng cho Phương Thảo. Rồi hết trắng luôn. Rồi màu này em còn một màu xanh lá. Em còn một xanh lá duy nhất. Một hồng. Và một bơ là hết luôn. 63 ký thoải mái luôn em. Tại vì áo của nó giặt cánh chơi. Còn trên váy thì phi size rồi. Trên váy thì bao nhiêu ký cũng vô được. Cái tệ nó lung chung đó. Này thoải mái lắm. Cái set này mọi người á họ mập ú gầy gì đều mặc rất là đẹp. Vì là nó form như thế này nó hết giãn cực kỳ luôn. Rồi em còn một xanh bơ.
một màu hồng với lại là một màu xanh lá là hết luôn. Đó, em mà 60 kia mặc màu xanh lá đi cho nó ốm người. Đưa hàng để lên. Mặc màu xanh lá cho nó ốm người bé. Rồi mã này em còn một đầm duy nhất tặng mọi người 99.000 luôn. Còn đúng một cái duy nhất nhà hàng thiết kế. Xanh bơ cho Phương Thịnh luôn. Rồi mã này ghi giùm em nhá, còn đúng một cái thôi mấy bà. Để mấy bà 100.000 luôn đi, tại vì đầm này là hàng 175.000 lận. Rồi ai lấy ghi giùm em nhá. Dạ chưa chị ơi, hôm nay mới gọi điện chốt đơn á. Đồ hôm qua là hôm nay mới gọi điện chốt đơn hết á chị. Để dồn đơn cho mấy chị lựa thêm, mấy chị đi hàng lần luôn. Rồi ghi giùm em nhá, đầm. Comment giùm em là đầm giùm em nhá. Đầm màu tem. Rồi đầm này tặng với chị 79.000. Cho em xem lại màu xếp chị đang mặc. Cái màu đang mặc là chị hết nha, chỉ còn đúng một màu xanh lá. Đó, màu xanh lá, tụi nó màu xanh lá bao đẹp luôn, thề luôn đó. Màu xanh lá đẹp kinh khủng luôn đó mọi người. Em không dám mặc màu xanh lá đó. Xanh lá mặc lên bao đẹp luôn. Rồi màu hồng. Màu hồng nha. Rồi và màu bơ. Form là cả em đang mặc, nhưng mà màu em đang mặc hết mất tiêu rồi. Rồi cái này ghi em là bơ. Bơ là siêu trắng da luôn. Tại màu bơ nó chói thì nó trắng da mọi người. Đó, sắc chưa? Ở trong có quần nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em. Đầm 79.000 còn một cái. Đầm 79.000 nha mọi người. Ai lấy đầm ghi giùm em, màu đẹp ha. Đổi địa chỉ hay sao vậy em ơi? Đây. Đầm 79.000 hàng cao cấp. Cái này bà nào mà ví dụ sắp đi biển hoặc đi du lịch á, mọi người mặc rất là đẹp luôn. Rồi ghi giùm em là đầm. Sẽ đang mặc hết rồi em ơi. Sẽ đang mặc hết rồi, sẽ đang mặc có người lấy rồi. Rồi không chốt lẹ là chuẩn bị hai cái má màu kia cũng hết luôn. Tại vì cái này em đã sale rồi mọi người. Mà phong dáng hàng rất là đẹp luôn. Rồi mã này giùm em xem mọi người, 99.000 ghi giùm em là set caro. Phát sinh chưa này. Set caro 99k giùm em nhá mọi người ơi, tương tác giùm em nha mọi người. Rồi set caro 99.000, comment giúp em là set caro 99k giùm em. Ai lấy caro 99 ghi giùm em là caro 99, có set duy nhất luôn. Comment giúp em là caro 99.000. Caro 99k giùm em. Mọi người muốn like cái gì nói nha. Đơn chưa có đi đâu hàng ơi, dồn đơn trưa nay nữa là mới đi luôn nhá. Trưa nay like một like này xong là chốt đơn cho mọi người đi hết á. Nên là dồn đơn trưa nay nữa. Rồi set này, cái này em tặng mọi người 100.000 luôn. Set này chất rất là xịn cho mọi người. Phong quần cho tới áo, set này em cũng lấy một set mặc rất là đẹp luôn, còn có set cuối cùng luôn. Rồi 100.000 ghi giùm em là set. Rồi cái áo này Việt có chị mặc riêng ra cũng rất là đẹp luôn. Thấy không, mặc riêng ra nó là dạng phong ô đó. Đó, kèm quần đùi siêu cưng luôn. Rồi comment giúp em là set. Set giùm em nha mọi người, set trắng giùm em. Set trắng nha, ai lấy set trắng thì ghi giùm em set trắng. Mọi người ơi, tương tác chấm bài hộ em đi mọi người. Like cho mọi người một like trưa nay nữa rồi đi đơn luôn nhá. Trưa nay like một like này nữa là đi đơn luôn á. Rồi mã này ghi giùm em là đầm thiết kế 150, hai màu. Đầm thiết kế giùm em nha. Ngày hôm qua có mặc cho mấy chị rồi đó. Màu vàng với lại màu nu. Vàng với nu của em nhá. Mọi người ơi, chấm bài giùm em đi. Mấy bà vừa mới vô chấm bài chứ nó có tương tác rồi mấy bà. Rồi comment giúp em đầm vàng với đầm nu giùm em nhá. Đầm vàng với đầm nu giùm em. Cho chị cái áo trắng đó đi. Rồi mã này giùm em sao trưa nay không có tương tác gì trời. Trưa nay xong thứ hai hết chị. Rồi áo này giùm em đầm 79 chất thủy trần. Trưa nay không thấy ai chịu tương tác với em luôn á. Rồi mã này giùm em nha. Áo tặng với chị trên line luôn đi, 69.000 đi. Áo này em vừa bán 95.000 đó mọi người. Rồi 69.000 giùm em nha. Màu xanh lá. À đúng, màu xanh lá, màu bơ. Màu đen với màu trắng. Xanh lá với bơ còn mỗi màu một thôi. Đen với trắng còn mỗi màu 3 nha mọi người. Đó, áo phông ôm á, có cổ hàng này hàng loại 1 nhá. Chất là loại 1 luôn giùm em. Chẳng bấy chín loại này. Comment giúp em nhá, ai lấy thì ghi giùm em. Áo màu trắng và màu đen. Áo này mọi người mặc cái quần jean bao đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là áo kèm màu nhá. Xem cho mọi người trên like 79.000. Rồi đầm này còn cái luôn. Đầm này còn một cái. Xe cho mấy chị 89.000 luôn. Đầm này là 145.000 á. Rồi xem mọi người 89k. Comment giúp em là đầm 89.000. Ai lấy đầm 89 ghi giùm em là đầm 89. Đầm 89.000 cho mọi người. Ai lấy đầm ghi giùm em là đầm
89k luôn giùm em. Đã không phải đem cho chú thiệu. Hôm nay giúp em màu áo nha. Đầm cho mọi người. Đầm 89k giùm em. Ai lấy đầm 89k đi giùm em. Đầm 89k. Đầm 89k giùm em. Đầm 89k đặt chuẩn bị. Rồi áo này em còn đủ màu này em tặng với chị luôn. Tương tác giùm em đi xong chị. Ai chịu tương tác nghĩa là đầm đó hết rồi mà đúng không em? Cho đủ khuôn đầm 89. Còn 2 cái 89 rồi áo này. Bà nào nhanh tay thì được nha, tặng cho 45.000 luôn nè. Áo 90.000 tặng cho mọi người 45.000 luôn, màu trắng. Áo kèm màu giùm em nha. Rồi màu cam. Màu trắng, màu cam. Màu đen, màu hồng, màu xanh 45.000. À, em mà 45.000 cho em có đủ màu luôn á. Áo hàng siêu xịn cho mọi người. Mà có quần jean là bao đẹp. 45.000 kèm màu, bạn nào lấy nhanh tay chốt đơn nha. Có đủ màu trên tay em là hết á. Màu này màu cam sữa. Đó. 45.000 kèm màu giúp em nha. 45.000 kèm màu. Đen cho Trần Thị Hương. Áo này hết rồi mà đúng không? Rồi hết đen luôn. Xanh cho Linh Thương, rồi hết xanh. 45.000 thôi. Nhớ cho thêm một món không đi đơn nha. Hàng xã không có giữ đơn đâu nha mấy chị. Rồi cái này thì em là màu cam. Màu trắng và màu sữa. Cam trắng và hồng sữa cho mọi người. Đó. Có 45.000 thôi đó. Còn cái áo muốn xỉu luôn. Rồi ai lấy thì ghi mẹ em màu nha. Xem cho hết ba cái này mới qua mẫu. Rồi sẵn 45.000 mà còn rớt mẫu chất xỉu á. Hết đen rồi em ơi. Còn ba màu trên tay thôi. Trắng cam với hồng. Sẵn có 45.000 mà còn ế lại chứ chân xỉu luôn. Không biết like gì luôn đó mọi người. Này bắn lỗ luôn á. Em hết đen rồi. Còn màu này thôi. Còn trắng. Ủa xong ai lấy màu trắng rồi. Màu trắng với màu cam đẹp muốn xỉu luôn. Phong thường nha, không phải phong lát tốt đâu mấy chị. Rồi comment giúp em là màu nha. Ai lấy màu? Trời ơi, 45.000 mà còn ế, em nói là lai gì vậy? 45.000 mà còn ế, anh lai gì vậy trời? Đáp xỉu á. Màu sữa cho bà mặt trời tim. Xỉu xỉu. Rồi set này em còn 2 set. Set cam sale 120 luôn. Set cam quần bodrip 120. Set cam nhá, 120 giùm em. Khi giùm em là set cam 120. Cam 120. Set này bao đẹp luôn, cố em mặc quá trời. Đẹp luôn. Rồi mã này ghi giùm em nhá. Này màu hồng. Quần legging á. Cái quần y chang, cái quần em bán quần legging với chị trăm mấy luôn á. Có thấy không? Bây giờ cả set có 120 à. Quá rẻ luôn á. Rồi ghi mẹ là set hồng 120 với set cam 120 luôn nhá. Hồng với cam 120. Cái set nó đẹp. Cái này form cực kỳ đẹp luôn đó mọi người. Màu cam này. Siêu trắng da luôn. Cam 130 thành chị Hương. Rồi hết 120 lấy xíu sau đây. Rồi em còn một hồng thôi là hết nha mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em nha. Đầm. Đầm này em còn có cái tặng cho chị 70 luôn, đúng có cái à. Đầm cam 2 dây 145.000 á. Còn có cái tặng, bà nào nhanh tay thì được 70.000. Rồi ai lấy thì giùm em, lấy phiếu sau cho em rồi đó. Rồi comment giúp em nha. 70.000, đầm cao cấp 145 đó mọi người. Rồi 70, comment giúp em là đầm cam 70 luôn giùm em. Áo nó xịt. Cam 70.000, 145 rồi đó. Để nó chỉ nửa giá thôi. Ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em. Đầm cam. Đầm cam giùm em nha mọi người. Đầm cam. Cam 120 vô hết rồi, vô còn đầm thôi à. Rồi mã này giùm em nha, áo. Áo tặng mọi người 59.000 luôn. Comment giúp em là áo xanh 59. Xanh xám đen, còn 3 cái duy nhất. Xanh xám đen 59k. Áo này là siêu đẹp nha mấy chị. Áo này từ vải, từ chất, từ form rất là đẹp luôn. Rồi comment giúp em nha. Mã này, mã yếu. Yếu nãy giờ nó cứ nhảy mã yếu quá trời. Rồi ghi giùm em nha. Màu xanh, màu đen với màu xám có 59.000. Áo này được tôi mặc với cái chân váy ấy, siêu đẹp luôn. Ai lấy áo thì ghi giùm em là áo nha mọi người. Mọi người muốn lên cái gì mọi người nói với Dương nha. Lên cho.
đây mã gì thì nói với em nè. Ôi buồn quá chị trời, mưa buồn gặp khách buồn luôn. Em cứ buồn luôn. Rồi ghi giùm em nha. Mã này đầm body cao cấp, sẵn với chị 80 có không mã. Đầm 130, xem mọi người 80.000 luôn. Comment giúp em là đầm 80. Ai lấy đầm 80 ghi dùng chung là đầm 80.000 nhá. Đầm 80 dùng chung nha, có không phải. Ai lấy đầm 80.000 ghi dùng em là đầm 80. Đầm 80.000. Comment giúp em là đầm 80 nha. Mọi người ơi, có ai đang coi không? Chấm cho em cái đi mọi người. Chấm tương tác giùm em cái nè. Ai đang coi không vậy? Nãy giờ có một người nào chấm không đó. Đầm 80 chị Lê Yến. Em xếp hồng gấm rồi đó, còn không chị xếp hồng gấm hôm qua 150 còn đó em ơi. Còn đó Huyền ơi, đấy thì chị ghi dùm chị là xếp gấm hồng 150. Rồi mã này dùm em, mọi người chịu khó chấm hai dùm em đi. Buồn ghê em bè. Rồi mã này dùm em nha. Xếp này, trời ơi xếp này sâu lộn dây được kìa. Lộn dây đang một ra làm sao được kìa. Lại dây đi. Rồi ghi giùm em nha. Gấm hồng 150 do Nguyễn Thị Ngọc Huyền. Cái mẫu lẻ. Rồi áo này. Áo này giùm em nha mọi người. Áo này lúc tối em sale có 59.000 thôi. Áo xanh tay dài, trắng tay dài và hồng tay dài. Dạ được nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Mã này giùm em màu hồng. Rồi cái này ghi giùm em là màu trắng. Và cái này ghi giùm em là màu xanh. Để cho mọi người trên like còn 59.000 thôi. Đó, ai muốn lấy màu nào thì mọi người chốt đơn màu đó. Là màu vàng đó nè. 59.000. Nên giúp em là 59k. 59k kèm màu. Comment giúp em là 59.000 kèm màu giùm em nha. Ai lấy thì ghi giùm em là 59.000. 59k dùm em. Comment giúp em là 59.000 rồi set. Trời ơi má ơi, cái set xám rồi mấy chị. Chịu hiểu chưa? Cái áo em bán là 1.15 rồi đó. Rồi nguyên cả set luôn. Xe với bà má ơi, ai mà chốt được cái set này chắc cảm ơn em nhé. 1.35 luôn, xe rẻ mấy chị luôn. Áo xanh cho vi này. Áo nhìn cái chất rồi mấy chị. Đẹp ha. Set này được lúc 170 rồi đó. Này nhìn. Đừng có so sánh với hàng rẻ giùm em nha. Cái này hàng rất là xịn luôn. Rồi cái giùm em là set xám 1.35. Thấy không? Thấy không? Rồi set xám 1.35 giùm em. Áo hồng 59 chân linh. Linh thương. Rồi cái giùm em là xám. Ôi cái set nó đẹp. Vì cái áo là mít ra riêng được là mấy bé. Đẹp ha. Rồi cái giùm em là set xám 1.35 giùm em. Ở xuất sắc chưa? Xám với nu. Còn một set nu đó này. Có xếp ống rộng không? Có nha, Thắng ơi, có nha. Rồi cái này trời ơi, mấy chị nhìn này. Nổi lên luôn đó mọi người nè. Hàng xịn chứ không phải là hàng xưởng đâu, mấy chị thấy không? Chất rất là xịn luôn. Rồi ghi giùm em nha. Quần jean dài mã như thế nào chị ơi? Trời ơi, nhiều gì nổi. Màu nu với lại là màu xám nha. Quần jean em còn mã này em xả cho mấy chị đến like có 175.000 thôi. Cái này là hàng xả luôn nha mọi người. 175, 225 xả cho mọi người còn 175. Nhưng mà mọi người chốt kèm size giùm em nhá. Có đợt với nhà chốt kèm size. Tại còn có ít là em sale luôn. Không có về lại cái mã này nữa. Bạn nào hôm bữa hai, mua 225 là biết rồi. Chất rất là đẹp. Siêu đẹp luôn. Xếp nào về Hồ Thị Ngọc Thắm thì có hai màu em. Màu xám với lại là màu nu á. Nè 175 kèm size SML. Xếp nu chị Oanh Kiều. Cái này em xả 175 nha mấy chị, ráng chốt kèm size và kèm màu giúp em nhá. Không là hết đó mọi người, tại vì size S còn có một cái à. Mỗi màu có một cái size S thôi. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là kèm size và kèm màu. Quần siêu đẹp và siêu co giãn luôn. Quần này xịn lắm mọi người.
không giả mọi người thấy đẹp không? Cái tàu nó hồi dưới bao đẹp. Không thấy nhẹ người ta. Đó. Rồi ai lấy cái giùm em nha, 175 CS thì chị Lê Yến. Ê, màu chị ơi, có màu nhạt, màu đậm với màu nhạt, mà chị lấy màu gì comment lại giúp em. Đậm size S cho Thanh Tuyền, chị Lê Yến cho em lại cái màu nhá. Chị lấy màu đậm hay màu nhạt, cái này là nhạt, còn này là đậm. Em sang 175 lấy lẻ chứ chị. Không có đâu, tại vì quần này á, hàng xịn không có bán giá đó được mấy chị ơi. Sale rẻ mấy chị á, S màu đậm cho chị Kim Diệu Tây Ninh. Kèm size và cho em thêm cái màu. Chị Lê Yến lấy màu gì á chị, size S màu gì á. Đẹp ha. Cái này co giãn lắm mấy chị ơi. Trời ơi, mặc cái quần lên siêu co giãn luôn á. Siêu co giãn. Đầm bay video đăng. Chị đang đăng lên cho chị. Đầm gì ta đi. Phù thì Ngọc Thắng cho em số lại địa chỉ nha. Mọi người nhớ bấm xác nhận đơn hàng giúp em nha. Đầm bay thì chị đăng lên có cho chị. L màu đậm cho Thanh Tuyền. Ủa Tuyền lấy hai hai ấy luôn hả? Một đầm size S với một đầm size L hả Tuyền? Cô thì Ngọc Thắng cho em số điện thoại địa chỉ nha. Đầm body chị đăng lên có rồi á, mà mã nào ta, mã nào đầm body eo hai bên đó hả hay sao bé? Rồi cái này ghi giùm em nha, đập với nhạt kèm size giùm em nha, đập với nhạt kèm size có lúc tối vô mặt rồi á, có những cái mẫu lúc đăng lên là luôn có sẵn ở đây nha. Rồi quần này em còn đủ hai cái sẵn đấy chị, 99.000 luôn. Quần này đẹp ha, nhìn cái chất quần đi, hàng 270 luôn á. Cái này em săn sale được của Hot Girl á mọi người, nó rẻ ơi là rẻ luôn á. Em bán tặng với chị 99.000 tại em lấy về mặc á. Đầm body, đầm body phối ba lỗ, đầm body phối ba lỗ. Rồi đợi xíu tí là chị kiếm mã cho. Rồi ghi giùm em nha, quần 99.000 hàng loại 1 luôn nha mấy má. Đây thấy chất với phong quần chưa? Đó, 99.000 quần trắng với lại là quần này đẹp lắm. Trời ơi, hàng của Hot Girl nó mấy chị. Đó, nhưng bán tặng với chị người ta bán 300 mấy lần. Set nu cho Ngọc Thắm. Set nu 135 á. Set nu 135 cho Ngọc Thắm. Quần này là em nói mọi người cầm lên cái chất là xỉn ngang á. Xe cho mấy chị 100.000 thôi. Cho mấy chị về mặt tại còn được có cả hai cái à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đó, ai lấy thì ghi giùm em là quần kèm màu đẹp ha. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi set 135 em còn một cam với lại một xám nữa là hết. Cái này mọi người mua giá 135 là hồi lắm luôn đó mọi người. Lời tiền lắm luôn đó. Rồi em còn một cam với một xám nữa là hết nha. Ai lấy cam với xám thì ghi giùm em là cam với xám. Bạn nào trắng da thì mặc màu cam. Để màu cam siêu đẹp. Trắng da thì mặc màu cam. Màu cam đẹp ha. Ôi cái phong quần của mấy chị không xịt không lấy tiền. Và màu xám. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, cam với xám. Comment giúp em là cam với xám nha mọi người. Đây, màu xám mà không có kén da. Mọi người mặc da ngâm hay là da như thế nào mặc cũng ok hết. Rồi comment giúp em nha, màu cam với màu xám giùm em. Comment giúp em là cam với xám. Cái đầm body mà phối ấy là đầm nào ta? Không phải. Cái đầm có áo khoác ở ngoài có không? Rồi comment giúp em, rồi quần này xem với chị 90 luôn. Quần hàng siêu cấp nha mọi người, 90. Ai lấy quần 90 thì ghi giùm em là quần 90 nha. Không phải đâu, ok. Quần 90. Comment giúp em là quần 90.000 nha mọi người. Quần 90 màu trắng với lại là màu màu xanh với màu đen. Xe cho mấy chị Tây Lan còn chứ 90 chấm bài giúp em đi cả nhà. Nè, nhìn cái chất quần này mọi người, xịn ha. À, chất quần bao đỉnh luôn á. Cái này mọi người biết với cái gì cũng đẹp hết. Biết với cái gì cũng đẹp luôn á. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh và màu trắng. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhé. Quần kèm màu. Quần kèm màu giùm em này. Mấy chị nhìn cái màu trắng này. Đẹp chưa? Màu trắng siêu đẹp luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em là trắng. Đầm body phối 140. À đó, đây em á. Đây em luôn á. Rồi comment giúp em là cái đầm này đúng không? Để mình coi nào. Chị vừa đăng lên sáng nay hả? À đây hả? Đây đúng không? Đây đây đây, cái đầm lúc tối. Cái đầm lúc tối này nè. Ê, còn, nó còn có mấy cái à. Đây, còn nó hai cái à. Cái này 140, hàng
này hàng xịt ơi là xịt luôn ha. Đó, trời ơi, cái đầm này là form nên là bao đỉnh luôn đó. Còn một cái nu một cái đen 140.000, khá ơi nó xịt test nách luôn á. Cái đầm này là bao xịt test nách luôn đó mấy chị, form đẹp lắm luôn. Còn đúng một nu một đen thôi, đầm này là siêu siêu đẹp luôn, đẹp ha. À, nhìn cái chất này mấy chị, áo này mấy chị có thể mít lên như thế này hoặc là bẹt vai cũng được. Cái này nó hot cái áo á, nhưng mà đầm nó rất là cao, giá phải bán có 140.000 thôi. Đó, ai lấy màu nào thì mọi người, cái này giống như cái áo ba lỗ lên này, không có hở hang cái gì hết á. Nè, xinh không? Đó, ai lấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em là đầm kèm màu. Sắc quá. Ai lấy ghi giùm em là đầm kèm màu nhá. Đây, có chân váy jean thôi, có còn chân váy jean đó. Trên váy jean có những người đẹp rồi, ai lấy thì ghi giùm em nhé. Trên váy jean đang sale luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em mọi người ơi, chấm bài giùm em nha. Chấm bài tương tác của em đi mấy bè ơi. Chấm bài tương tác giùm em đi. Yêu cầu mã nào là em lên mã đó cho luôn á. Nên là ráng tương tác để cho em dễ like nha. Có tương tác đi mọi người, hỏi cái gì là em kiếm cái đó cho mọi người luôn á. Bao dễ thương luôn á. Mọi người không dễ thương lại là giận luôn. Em là bao dễ thương trong cái like này luôn rồi đó. Yêu cầu mã gì là lục kiếm mã đó cho chốt luôn á. Đầm đó không còn nâu, nâu là màu đó đó em. Không có nâu đậm đâu, hình như đầm đó có nâu đậm không? Có hả? À còn cái màu nâu đậm nè. Còn cái nâu đậm nè em. Em là bao dễ thương với mọi người rồi đó, mọi người không dễ thương lại là thiệt á. Nè, nâu đậm còn cái nó xếp quần nóng rộng có nha bé yêu. Nè, màu đẹp ha. Rồi nâu đậm, nâu đậm còn hai cái không nhìn thấy ha, nó xỉn mọi người, những cái chất này đẹp chưa. Rồi cái giùm em là nâu đậm màu nâu đậm, màu nu với màu đen, bạn nào lấy giùm em. Rồi chân váy jean giùm em, chân váy jean này là hàng tao bao nha mấy chị ơi, không phải hàng rẻ nha. Chân váy jean là hàng tao bao nha mấy chị, kèm size S, size M và size L. Chân váy này là S dưới 47 thôi nha, M dưới 52 và L là dưới 56 thôi mấy chị ơi. Tại chân váy này hàng Quảng Châu nên là cái size nó sẽ nhỏ hơn với những cái quần khác nha mọi người. Đó, nó co giãn nhưng mà form của nó rất là đẹp luôn. Rồi 155.000 kèm size giùm em nha mọi người. S, M và L chuẩn hàng loại 1 luôn. Mấy chị nhìn cái form này, ở trong cái quần của nó bao đẹp luôn đó mọi người. Quần jean ở trong luôn nha, chất jean ở trong luôn. Rồi ghi giùm em nhá, comment giúp em có màu đâu đó bà Tuyền. Trời ơi, hỏi giờ màu đâu im vậy. Rồi comment giúp em nhá. Đây, siêu đẹp luôn. Rồi comment giúp em là chân váy kèm size S, M, L. Chân váy cho Thanh Tuyền, ủa lấy đầm nâu hả? Chân váy size S cho Thanh Tuyền. Chân váy này là có 155.000 bán rẻ nhất cái Facebook luôn á. Tại chân váy này là hàng Nhật rất là cao luôn. Mà chốt cho mọi người trên line còn có 155.000 kèm size nha. Đó, comment giúp em là màu không lên theo yêu cầu nữa mấy chị ơi. Lên theo yêu cầu người hỏi thì không mua, mà người mua thì cũng hỏi. Rồi cái này ghi giùm em là set body giùm em. Chân váy L cho Nguyễn Hoa. Chốt, em lên theo ý em đi mọi người. Rồi cái này em xả luôn. L cho Tường Vi. Váy đó hàng loại 1 đó mấy mé. Bán có 155.000 thôi đó. Rồi đầm body giùm em nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em hết màu nữa đây. Rồi ghi giùm em nhá, mã này gồm đầm body. Cái này bao nhiêu vậy em ơi? Hết đầm body giùm em nha mọi người. Rồi set đầm body. Cái này sale cho mọi người đi. Cái đầm body bao đẹp luôn mấy má. Đầm body đẹp lắm. Sắc con bà bảy luôn. Nhưng mà đợi em cầm lên cho cái chị coi cái form này. Đây, hết rồi Nhung ơi. Trời ơi, cái set đầm body luôn nè. Là gồm một cái đầm body ở đằng trong đúng không? Chất len cao cấp luôn, xịn chưa? Á ơi, kèm với lại cái áo khoác. Nguyên cả set này em để mọi người trên like có 120.000 thôi đó. Á ơi, cái đầm body này mọi người thấy cái form không? Thì
nhìn cái form xỉu ngang luôn đó. Rồi ghi dùm em nha, set đầm body 120. Nó đẹp ha. Ai lấy set đầm body ghi dùm em là set đầm body 120. Ok băng nhá, đây nè, băng băng á. Hôm bữa em lấy màu đen đúng không ta? Cái đầm này hôm bữa em lấy màu đen đúng không? Đúng không băng? Để chị đổi cho em. Khi chị đổi thì chị băng băng cũng kèm đổi. Rồi ghi dùm em nha, mai còn cái để đổi á. Rồi mã này dùm em nha mọi người. Xịn ha. Rồi set đầm body 120 dùm em. Ai đã set đầm body ghi dùm em. Set đầm body mọi người muốn trước mặt không? Để trả cái set này cho ai mặc cái set này cho mọi người nhá. Mọi người ơi, đáng tương tác giùm em đi mọi người. Rồi, set đầm body. Đó, dễ thương không? Bao dễ thương như mấy chị luôn. Thấy không mọi người? Trời ơi mặt. Bắp tay to như em này đã có cái ống khoác rồi. Ok băng nha, đó, mọi người thấy không? Phong rất là đẹp, như em mặc màu đen lên đó hơi bị chói cái màn hình. Body của nó là dáng dài như thế này nhá. Đó, xinh xắc chưa? Chốt cái like đầm này có 120.000 mẫu rồi, thấy mặt đẹp không? Siêu đẹp luôn, nó dáng siêu đẹp luôn. Rồi màu giúp em là màu đen nha. Trên váy đi xe thì chị Trần Hiền. Rồi em có màu như chị luôn, màu xanh. Xếp đầm body quá đẹp. Đẹp ha. Đẹp nách. Rồi cái này giúp em là màu màu xanh. Màu xanh lá mọi người. Màu xanh lá. Có 120.000 và form thì mới mã. Rồi màu xanh lá giúp em. Và màu nâu. Em biết hả? Màu nâu 120.000 kèm màu giúp Dung nha. Trời ơi, cái màu nâu là bao đỉnh luôn này mấy chị. Màu nâu vàng á, vàng nghỉ á. Đẹp ha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là màu nha. Trời ơi, nó xuất sắc. Ba màu. Giùm em 3 màu hả em? Có màu xám nữa nè. Đó, bà nào lấy thì ghi giùm em. Nó là set đầm body nha mấy chị. Nó là set đầm body nha. Gồm đầm body và cái áo khoác luôn. Có 120.000. Rồi bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu nhé mấy bà ơi. Chấm và like xe giùm em nè. Đó. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu. Cái này là màu xám. Em có thông tin chị Hiền rồi á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây. Xịn không? Dáng dài nha mấy chị. Cái này là dáng dài nha. Rồi ai lấy thì ghi giùm em kèm màu giúp em. Xếp đầm body màu nu, màu xanh, màu đen với lại là màu sáng. Đây em đứng cho mấy chị coi cái dạng. Đẹp ha. Form mặc rất là đẹp luôn. Đó. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu. Mọi người muốn lên cái gì vậy mấy bè? Mấy bà muốn lên cái gì á? Em còn một này, áo tay dài. Xe cho mấy bà 79.000. Áo tay dài nhá. Áo tay dài là hàng xịt nha mọi người, hàng len đó. Áo tay dài 79k. Giờ vào mùa này là mấy chị kiếm áo tay dài form giống quần rất là nhiều luôn mà không có. Đa số là hàng thun thôi. Còn cái này là hàng len nha mọi người nha. Chất này là chất len 100% luôn, không phải là chất thun nha mấy chị. Tại hàng thun nó có hàng 70-80.000 nữa. Nhưng mà hàng của em hàng len tới 170 lận mà em sale còn có 79.000 thôi. Áo tay dài kèm màu giùm em chất len nha, không phải thun đâu nha mấy chị nha. Áo tay dài kèm màu giúp em nha mọi người. Ai lấy áo tay dài ghi giùm em là áo tay dài màu trắng và áo tay dài màu đen. Đó. Bạn nào lấy màu nào thì chốt giùm em màu đỏ nha. Tay dài kèm màu giùm em. Màu trắng với lại là màu đen nha mọi người. Mấy bà ơi, mấy bè muốn lên cái gì vậy? Mấy bè muốn lên cái gì vậy trời?
Rồi đầm này còn 2 cái. Đầm giúp em nhá, xe tặng cho chị 70.000 luôn. Ghi giùm em là đầm 70. Xịn không? Đầm 70 màu xanh với lại là màu bơ. Đầm 70 kèm màu xanh với bơ giùm em nhá. Ai lấy xanh thì chốt giùm em là xanh. Xanh với bơ giùm em nhá mọi người. Nó siêu đẹp luôn á. Đó, bạn nào lấy ghi giùm em là màu xanh với lại là màu bơ. Em tặng mọi người có 70.145 rồi đó, mà tặng với chị còn 70.000 nè. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Màu xanh với màu bơ nha. Ai lấy màu nào thì chốt giùm em màu đỏ. Set áo lông còn set. Set áo lông tặng với chị 150. Set áo lông 150. Set áo lông 150 giùm em. Áo ba lỗ không có em ơi, hết rồi, bộ về có một lần là hết rồi đó. Rồi ghi giùm em nha. Set áo lông 150 có set à? Set áo lông 150 giùm em nhé. Ở trong là áo yếm, ở ngoài là áo lông hàng loại 1 đó mọi người. Set áo lông 150. Set áo lông 150. Rồi set này để với chị 79.000 luôn. Set 79k. Quần áo. Xịn không? Đó, xịn sắc chưa? Rồi set 79k giùm em. Ai lấy set 79.000 em là set trắng 79.000. Mọi người muốn lên mãi gì mọi người comment đi, Dung kiếm Dung lên nè. Coi buồn như vậy. Coi like mà buồn như vậy trời. Rồi mã này dùm em nha. Đầm, đầm sơ mi. Cái này em xả có 100.000. Màu hồng đậm với màu hồng nhạt 155 đó mọi người, sale còn 100.000 luôn. Comment giúp em là màu hồng, em còn một hồng đậm với hai hồng đậm với một hồng nhạt thôi. Đầm caro cao cấp sale 100.000 luôn. Comment giúp em là đầm nha mọi người. Cái này là dáng dài form chữ A. Này mặc rất là nhẹ nhàng luôn. Hàng xịn loại 1 nhá. Mà em xem mọi người còn có 100.000. Màu hồng đậm với màu hồng nhạt. Em còn hai cái hồng đậm với một cái hồng nhạt thôi. Cái quần ống rộng hả? Cái quần ống rộng như là em cái set này có cái áo xanh kêu là ấy lại đâu rồi. Kêu đưa lại mình lại đi tất đồ đó bà. Rồi mã này ghi giùm em nha. Set ống rộng. Cái set này là hàng siêu xịn luôn nha mọi người. Cái này là hàng rất là xịn luôn. Áo này mà sale còn có 130 thôi. Sale còn có 130.000. Trời ơi, kêu bông nhiên nó thắt lại cái dây nó như nghỉ nguyên vậy luôn á. Cái túi hai cái dây này phải ra đằng trước nè. Kêu nó làm lại nó vẫn để xếp vào nguyên luôn. Bước xuống kêu lại bỏ cái dây lại mà. Rồi mã này giùm em nha, set giùm em nha. Sáng mất phí tiền hả? Rồi ghi giùm em nha, set nu giùm em. Set nu nha mọi người. Ai lấy set nu thì ghi giùm em là set nu. Xả giùm chị 100.000 luôn. Còn có set là nu 100.000. Một vài hàng rất là xịn nha mọi người. Cái này không phải hàng rẻ đâu. Xịn ơi là xịn luôn đó. Rồi comment giúp em nha, set. Set nu kem 100.000 luôn. Xíu đem cho với chị con cái set thể thao này bao đẹp không? Không phải thể thao mà set này xinh đó. Còn có set duy nhất thôi đó. Form bao đẹp. Đây. Em đăng thì sao là hàng y vậy á mọi người. Hàng rất là xịn luôn. Đó, set thể thao giùm em nhé. Ghi giùm em là set xanh là được. Set xanh xe cho mọi người trên like còn 130. Có set thôi mấy chị, nó đẹp ha. Cái này hôm bữa ai nhìn thấy cái form của em mặc rồi là biết. Em mới điêu luôn. Rồi comment giúp em là set giùm em nhé. Rồi mấy bà ơi tương tác xe bài giùm em này. Sao mọi người coi em ngu vậy? Ai đang coi mọi người chấm bài hoặc là tương tác giùm em đi mấy bà. Coi mà em ngu luôn á. Set xanh cho thân trang hèn gì im ru. Ừ, hôm nay chị like mà tối rảnh. Tối mới rảnh. Tối ngày mai chị ọp đi đám dỗ. Mai đi đám dỗ tối mai mới like lại nhẹ. Rồi ghi giùm em nha. Quần em có XS với M thôi. Có L cho mấy chị nhá. Chị với chị cho Nam 139 luôn ha. Quần em sale rẻ luôn á. 195 mà sale 139 luôn. Quần này là sale rẻ nhất trong tất cả các loại quần luôn đó mấy bà. Sale rẻ nhất luôn á.
Đấy, quần này quần mắc mà xe rẻ luôn. Cái này hàng nhập nha mọi người. Để cho mọi người trên like còn có 139 kèm size SML đẹp ôi là đẹp luôn. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần kèm size size S, size M và size L nha mọi người nhé. Quần kèm size giùm em này. Quần của nó là thẳng đứng luôn, mọi người nhìn cũng không quần không, không bao giờ bị nghiêng qua nghiêng lại quần luôn đó. Form rất là đẹp luôn, kèm size nhá. SML 13 à lỗi, XS, S với M, XS là dưới 45 kg, 40 cho tới 45. 39 cũng vừa luôn. M, S là từ trên 45 cho tới 50 47 thôi. Và M là dưới 50 kg nha mọi người nha. Tại quần này nó form nó nhỏ lắm, nên em phải nói số ký rõ cho mọi người. Không là mọi người lộn về size á nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Quần kèm size. Quần kèm size giùm em. XS, S với M. Kèm size giùm em nha mấy chị. Rồi set này xem mấy chị 70.000 và 80.000 luôn đi. Giùm em là set hồng 80. Comment giúp em là hồng 80 giùm em. Ai lấy hồng 80 ghi giùm luôn là hồng 80 nhá. Này quần của mình đen siêu đẹp luôn. Rồi hồng 80. Ai lấy hồng 80 ghi giùm em là hồng 80. Mọi người ơi, xe bài giúp em nào mọi người ơi. Xe bài giúp em nào cho nó có tương tác như mấy bè. Coi gì chán dữ vậy chè. Rồi áo đen giùm em. Xe có 70.000 thế này. Áo đen 70.000. Các bạn giúp em là áo 70. Nãy giờ đang mặc đồ màu đen thì vô đến màu đen nó hơi nhìn ra cái con luôn đó. Rồi áo đen giùm em nha. Áo đen. Đầm cái này có vẻ luôn. Rồi đầm baby doll xài cho mấy chị có 100 mấy em. 130. Đầm baby doll đó mọi người, 130 giùm em. Ai lấy đầm baby doll giùm em là đầm baby doll 130. Đầm kèm màu giúp em nha, 130 giùm em. Ai lấy đầm thì giùm em là đầm 130. Mọi người muốn lên cái gì á em lên cho. Rồi má màu cool chưa. Màu này giùm em là màu hồng và màu xanh. Đầm kèm màu giúp Dung nha. Ai lấy màu gì thì chốt màu đỏ giùm em. Đầm kèm màu. Rồi quần đùi. Quần đùi kèm màu kèm size luôn. S, M và L. Áo đen chị Lê Yến. Mọi người ơi, muốn like thì mọi người nói đi, em lên mãi cho lên. Mọi người cứ ngồi im vô chán. Áo còn màu đen không? Còn á, tại đâu từ kia còn màu đen. Áo đen cho cần nhìn. Em là lấy hết rồi đó. Chuyển mình bông hàng em hơn. Cái áo đen cần nhìn không có hả? Lê Yến hồi nãy lấy quần gì á, không trả lời. Lê Yến lại nãy lấy quần màu đậm với màu nhạt, em không trả lời vì chị. Quần size S nhưng mà chị lấy quần đậm hay là quần nhạt? Lê Yến á, khách mới á. Hỏi trả lời hộ em cái đi mấy chị. Trời ơi, mấy chị chốt hàng xong em hỏi lại đính chính lại màu với ấy, mấy chị không trả lời đâu. Hỏi màu gì để lấy cho đúng mà mấy chị không thèm trả lời luôn á. Chốt xong để đó luôn. Nếu khi không có mã thì lại la làng trên like mới đọc rồi mà xong không có. Hỏi lại mấy chị lấy màu gì mấy chị có thèm trả lời em đâu. Rồi cái giùm em áo trắng, em còn màu trắng thôi mấy chị ơi. Còn trắng xanh bơ với xanh lá. Lê Yến lấy cái quần lúc nãy màu gì? Còn 175 á. Có màu đậm với màu nhạt thì chị chốt quần size S thôi. Lấy màu gì là báo lại em nha. Rồi hỏi mà giống như đầu óc mấy chị cứ để trên trời á. 3-4 lần không trả lời luôn. Rồi comment giúp em. Mã này ghi giùm em là màu xanh. Màu xanh lá nha mấy chị. Màu xanh lá, màu trắng. Mà đang không chốt được màu đen lấy màu trắng. Màu trắng siêu đẹp luôn. 70.000 cái áo này quá rẻ. Hàng xịn nha. Rồi màu bơ. Ai lấy thì ghi giùm em là màu bơ. Bơ nó siêu trắng da luôn. Rồi áo 70 kèm màu giúp em nha. Áo 70. Áo này mặc cái quần này siêu đẹp luôn. Kèm size giùm em. Quần là SML giùm em nhé. Quần này hàng riêng cao cấp nha mọi người. Riêng hàng hãng luôn. Size S, size M với size L. Comment giúp em là SML. Ai lấy thì ghi giùm em nhé. Quần đó mọi người. Phong quần siêu đẹp. Quần này nãy em xe cho mấy chị còn có 110.000 thôi. Ai lấy quần ghi giùm em nhé. Quần đùi 110 kèm size giùm em nha mọi người. Cái bà đó sao trời. Nó giống như cái hàng đồ óc để trên trời á. Rồi ghi giùm em nha.
áo khoác 199. Comment cho em là khoác 199 giùm em. Mày gọi cái số điện thoại đó có bà nghe không? Áo trắng chị Trần Hiền. Không nghe xả luôn cho xếp luôn. Rồi comment giúp em nha. Comment giúp em áo 199. Áo 199 giùm em. Rồi áo hồng. Áo hồng phong rộng. Cái là chị cũng vậy, chục lần trên like rồi đó. Rồi ghi giùm em nha. Áo 79k giùm em. Chị ơi chị đặt cái quần á, màu đậm hay màu nhạt chị để biết tiếp chút đơn chị á. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo 79.000, áo phông rộng. Với rêu bao nhiêu ký chị? 40 ký hả? Rồi comment giúp em nha. Dạ vừa chị. Chị giờ chị lấy màu gì á? Thế là sao chị Dũng hỏi chị cũng trả lời vậy? Xinh đậm hả chị? Dạ. Rồi chị có gì chị đặt á, lần sau đặt để ý hàng nha nha. Chứ chị Dũng hỏi nói trên like thì hỏi đi hai lần. Rồi cái này ghi giùm em là xanh, xanh gel 79k. Với lại là hồng 79k giùm em nha. Siêu đẹp nhớ để ý. Áo cái mẫu áo này là mẫu áo hãng siêu đẹp. Ai lấy hai cái để cho mấy bà 150 luôn. Rồi comment giúp em nha. Áo, áo 79.000, form rộng dấu quần đó mấy chị. Form rộng dấu quần nha. Ai lấy thì ghi giùm em. Rồi áo này bà làm nhanh tay để mấy chị 60.000 luôn. Áo xanh, xanh bơ với lại là màu xanh coban. Xanh bơ với xanh coban 60.000. Comment giúp em là bơ với xanh coban. Bơ với xanh coban em đưa chị cái quần đen. Quần đen như này lắm hết rồi. Quần này siêu đẹp luôn nè mấy chị. Quần quần dài á. Quần dài nhưng mà không ôm. Quần này là quần nhập chính hãng luôn. Áo 150 là áo nào ta? Áo 150. Hai áo 150 hả? Phạm Hana là chốt hai cái áo 150 đúng không em? Hồng với xanh rêu đúng không? Nè, mấy chị mua được cái quần này là mừng lắm luôn đó. Tại quần này là quần nhập siêu đẹp luôn nha. Mà chốt trên đai mấy chị có 179.000 thôi. Ok em, hai áo 150 cho Phạm Hana. Quần này thì mấy chị đi ra ngoài kiếm không bao giờ dưới 280 luôn. Chuẩn hàng của nhà em nha. Xịt sò như thế này phải y như hàng của em á. Có 179.000 thôi, kèm size SML. Quần này là vừa là form ôm này, tôm dáng này, vừa là màu đen này. Đó, màu đen là mọi người hiếm lắm mới thấy em bán được quần màu đen tại vì xăm không có. Những cái quần màu đen này thường người ta làm kaki, mà kaki mặc lên nó xấu lắm. Mặc lên cái form nó không đẹp như quần jean chính hãng này đâu. Xịn ơi là xịn luôn. Mẹ bán có 179.000, kèm size SML siêu co giãn nha. SML, S dưới 47, M dưới 53 và L dưới 58, ký là vừa nha mọi người. Form ôm nha mấy chị. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần kèm size. Mua cái quần này kiểu gì mấy chị cũng cần tới là đi ra ngoài hay đi đâu mọi người mặc cái quần này với lại những cái phong áo như áo lắc tốt, áo phong rộng thì cũng đẹp hết. Chốt trên like cho mọi người có 179 không? Quần đó mọi người xịt sò không? 179.000 giùm em nhá. Ai lấy thì ghi giùm em là quần kèm size S, M và L. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em quần kèm size với bàn. Rồi mã này giùm em. Đồng này em còn có cái xe 120 luôn. Tắt nhạc cho em luôn. Comment giúp em nha. 120. Đầm nu còn có cái à. Đầm nu 120 giúp Dung nha. Ai lấy đầm nu thì ghi giùm em là đầm nu 120. Lấy chị hai cái áo xanh lúc nãy 60.000, hai cái, một cái 60, hai cái 60. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Hai cái áo đó đẹp ơi là đẹp á, mà do là còn có đúng hai cái đó, hai mẫu đó thôi. Thì để cho mấy chị 60.000 cái luôn. Rồi ghi giùm em nha. Đầm xe 120 luôn. Chắc rồi mấy bà. Rồi đầm 120, comment giúp em là đầm nha mọi người. Ai lấy đầm thì ghi giùm em là đầm. Rồi chân váy kèm size S, size M và size L. Chân váy kèm size giúp em nha mấy chị. Ai lấy chân váy thì ghi giùm em là chân váy kèm size S, M và L. Quần size S của chị Hiền. Hát quần nó đẹp. Thề với lòng luôn mấy chị đâu người ta. Quần đúng đẹp luôn á, quần đen á. Đẹp tét nát luôn. Bạn nào mà mua quần jean bên nhà em là biết rồi. Cái form này không bao giờ em có về hàng rồi bán mấy chị dưới 200.000 luôn á. Được em về con cái màu xanh y chang như vậy nhưng mà màu xanh cơ. Màu đen rất là đẹp. Úc Vân Bình Thị cho em số điện thoại địa chị.
đẹp ha. Thì mọi người mua cái quần này về mọi người xỉu luôn, chất đẹp lắm, chất form này mọi người, những cái nút hàng nhập của nó nút xịn không nè, nút hãng của nó luôn đó, vàng đồng luôn, đồng lưu 120 cho Hồ Thị Ngọc Thắm như là hết đó. Rồi mã này thì em là quần SML siêu co giãn nha, quần đẹp, em là phải quất liền một cái M mặc rồi đấy. Rồi ghi giùm em nhá, chân váy kèm size SML 155, chân váy chuẩn hàng Quảng Châu, Châu Phúc Vân hả, Phúc Vân đi Nhi hả, Phúc Vân Huỳnh Thị đi Nhi nè, quần L hay đen. Rồi cái này ghi giùm em nhá, cái này ghi giùm em là chân váy kèm size chuẩn hàng Quảng Châu luôn, quần đen size S trên Lê Yến, lời Lê Yến đi. Số điện thoại phát hiện đơn gì sai sửa lại giúp chị. Thế hả? Anh chị Hiền có comment số điện thoại lên đúng không? Trần Hiền đâu rồi? Đơn Trần Hiền đâu rồi, em bỏ lại giúp chị cái số điện thoại. Rồi ghi giùm em nhá, mã này nó đẹp ha. Rồi ghi giùm em chân váy kèm size S, size M và size L nhá. Đó, chỉ còn quần jean suông 42kg đây, 42kg em mặc cái quần size XS này đẹp này Nhi ơi. Đây, em mặc quần này đẹp này Nhi, thiệt luôn, quần này là em nói thật mọi người, tại vì nó không có size của em thôi, tại vì em 56kg lận, mà quần này nó chỉ có size dưới 52kg thôi, 40 cho tới 45kg là mặc size XS, 42 cho tới 47kg là mặc size S, và 47 cho tới 52kg là mặc size M. Tại vì cái quần này mọi người biết sao không, nó không có size của em trời, mà cái phong quần nó đẹp. Cái này ghi giùm em là mã quần suông, quần suông kèm size giùm em XS, S với M, không có L giùm em nhé. Quần này hàng xuất rất là xịn luôn, hàng nhập mắc lắm luôn mọi người. Mà có em sale còn 139, 195 mà em sale còn 139 thôi. Ai lấy thì ghi giùm em là quần kèm size, quần suông kèm size XS, S với M. Thôi đẹp ha, à, có size của em này, em quần liền cái quần này. Tại từ này mọi người từ nhìn cái màu này, màu bao đẹp luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, ôi đẹp, không có size của em á chị ơi, tức ghê á, em cố luồn vào size M mà không có vô. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá, màu đen kèm size luôn, màu đen kèm size SML. Ai lấy thì giùm em nhá. Đúng rồi, 40kg mặc thoải mái em ơi. Nguyễn Ngọc Nhi quần suông size XS, quần suông size XS em Nguyễn Nhi, 40 cho tới 42kg là mặc XS đấy em, không thể nào mặc được hết, em size S luôn á, tại nó nhỏ lắm. Rồi ghi giùm em nhá, quần đen kèm size S, M và L. Đó, ai lấy quần thì ghi giùm em là quần kèm size. Úi giời ơi, quần này như còn màu đen đúng không? Cơ chỉ cái quần mà có đai ở trên đi, có cái đai ở trên. Quần này Alibaba được đấy, bán 59 này, sót lại mấy quần thôi. Nè, nhìn hàng nhập chuẩn Quảng Châu 100% luôn. Quần này em bán tặng cho. Nè, quần Alibaba chuẩn Quảng Châu 100%, 300 mấy lần đó thôi. Mấy bà không bởi bán có 109 thôi. Quần này bạn nào đã từng mua của em rồi là biết hàng xịn hay là hàng rẻ nha. Nè, màu nâu, đẹp chưa? Quần này em nói với chị, em nói cái giá chắc mấy chị xịn. Bây giờ em sale sập nguồn cho mấy chị tăng 15 luôn. Nè, xịn chưa? 115, chuẩn hàng loại 1 luôn nha mấy chị. Trời ơi, cái quần đó là dạng quần Alibaba á mọi người. Đó, siêu đẹp chưa, mít với cái áo gì cũng đẹp hết á. Comment giúp em 115 mọi người, những cái vải này đã chưa, túi là siêu rộng luôn như thế này, hàng nhập luôn mọi người. Đây đó, ai đấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em kèm size SML luôn, có size luôn cho mấy chị. Đó, ai đấy thì giùm em có cái đai này, cho nên mấy chị ví dụ đóng thùng cũng đẹp, đóng thùng hoặc là mặc áo laptop đòi cái đai lên rất là đẹp luôn. Rồi ghi giùm em là quần đen với lại là quần nâu. Cả nào lấy size màu nào thì ghi giùm em. Quần này có size S, size M, size L nha mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em là quần 115 kèm màu, màu nâu với màu đen đẹp ha. Đấy. Đó, ví dụ mọi người mặc với lại là áo laptop hoặc là áo ba lỗ. Đó, cái này đẹp nhất là mặc cái áo ba lỗ, mọi người dạng ba lỗ ngược á. Đó, mà dạng form laptop mặc lên siêu đẹp luôn. Cung lắm, đợt dịch em có bán cho mấy chị quần này một lần rồi mà 190.000 lận. Không có cái kiểu này mà giá dưới rẻ đâu mấy chị ơi, tại quần này rất là xịn luôn. Rồi ai đấy thì ghi giùm em nhá, quần đen 115 size L. Rồi comment giúp em nha mọi người, bóc ở nha. Rồi comment giúp em nhá, siêu co giãn luôn mấy chị, cái này 60-65 chứ thoải mái.
Rồi nè mọi người nhìn cái đồ co giãn của nó không? Quần này siêu đỉnh luôn, đó là nó gọi là quần Alibaba á mọi người. Đó, siêu đẹp. Xinh ha. Rồi comment giúp em nhá, màu đen chất thì khỏi bàn rồi mấy chị. Cái chất này em bán đó giờ luôn rồi á. Bán cái đợt dịch năm trước tới bây giờ luôn. Mà đợt này rẻ hơn biết bao nhiêu tiền. Rẻ hơn cả đóng tiền luôn. Có 115.000 à. Đó là đợt cái thời nó hot á mọi người. Nó hot ai cái mặc quần đó nên nó mắc. Váy mình chị. Set chân váy. Em lấy cái set này màu đen đi tí thạch thả dùm chị đi vứt vào đóng. Quần ống nhỏ hả em? Không chị ơi, nó là dạng form, ở trên là thùng, ở dưới là bóp lại. Đây em dơ cái form chị nhìn này. Quần đẹp lắm, nó dạng như quần baggy á. Quần Alibaba á mọi người, ở dưới là dạng như là dạng, nói chung là mọi người tưởng tượng cái quần baggy sao là nó vậy á. Mà cái chất này nó mặc rất là đẹp luôn. Mặc lên form quần rất là đẹp. Thật sự rất là đẹp luôn đó mọi người. Quần này có 190 lận á. Nhưng bán cho mọi người có 115.000. Trong đống đó hôm qua chỉ có một đơn lý thẻ thảo. Rồi cái này ghi giùm em nhá. Đây. Ai lấy thì ghi giùm em nhá. Comment giúp em là set. Set giùm em. Set này em có đăng hình cho mấy chị rồi. Siêu đẹp rồi, em sale rẻ mấy chị 145.000 luôn. Comment giúp em là set 145. Set 145 giùm em nhá. Ai lấy set thì ghi giùm em là set. Màu trắng với lại là màu đen. Đen. Trắng với đen 140 chứ nói lộn 140 nha mấy chị nha. Ai lấy thì ghi giùm em nha. 140. Đó, ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Màu trắng với màu đen, cái này em vừa em mặc cho mấy chị rồi, ở trong có quần nha. Vui đẹp. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Kèm màu giùm em nha. Kèm màu như mấy đè ơi. Mấy chị áo không em không? Rồi áo này giúp em nha. Áo 79.000. Áo giùm em 79k. Áo xanh mạ 79k. Rồi set đen này mấy chị. Cái này đẹp lắm. Cái này form bao đẹp luôn. Form xuất sắc luôn mọi người. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Màu. Lấy cái form nào cho nó nhiều màu xíu má luôn. Đầm mặt nhu còn 120.000. Đầm mặt 120.000 có mấy màu rồi. Rồi ghi giùm em nha. Áo 79.000 màu xanh mạ giùm em. Cái đầm nhu mặt đó người ta. Đầm nhu mặt có màu á mọi người ơi. Đây cho mọi người có màu. Màu nâu. Màu nâu. Cái đầm nhu mặt bao đẹp. Mà sale còn có 120. Bao quần áo khoác ở ngoài luôn. Đó, cái này là màu nâu. Màu xanh. Rồi cái này đi là màu xanh. Rồi hôm qua chưa có đi, nay dùng đi luôn. Rồi cái này ghi giùm em là màu. Đây, cái này ghi giùm em là màu xám giùm em nhá. Ai lấy thì ghi giùm em. Màu xám, màu đen, màu xanh với lại là màu nâu. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em là màu, đừng chúng em mặc á. Kem cốt 280.000 được tặng kem body vip á chị. Mà kem body vip còn có 2-3 hộp chị à. Chị lấy mấy hộp. Còn kem body cốt là 280. Nhưng mà tặng được cái hộp kem body vip 250 lận. Có nghĩa là mua một kem body cốt là tặng được tới tận kem body kia luôn đó. Bán lời tiền chưa? Bán lời. Cốt kem nai thì được nha. Em có nhận inbox tại cái hộp kem kia. Còn có em với chị kem đây. Nhưng còn có chú còn có mấy hộp kem body vip à. Kem cốt chồng em đang làm rồi. Hôm nay là được tặng siêu phụ vậy đó. Mọi người có chốt thì chốt lẻ. Tại vì kem body vip nó còn được có mấy hộp thôi. Rồi áo này giùm em 79k. Ai lấy áo giùm em nhé. Xịn sò kỳ luôn. Cái này là hàng new luôn nha mọi người. Để nó chỉ 79.000 luôn đó. Ai lấy giùm em nhé. Trắng 79.000. Hàng hãng rất là xịn nha. Cái này không phải là lên lại hàng nhái 7-80.000, 8-90.000 đâu mấy chị. Cái này là hàng chuẩn. Hot Girl đang bán 200 mấy luôn đó. Rẻ lắm. Cái áo này mấy chị mua phải 160 là rẻ lắm luôn đó mọi người. Hàng của em vải hàng loại 1 luôn nha. Rồi comment giúp em nha. Hãng 3188 siêu xịn luôn. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu trắng.
màu đen, màu đen đây, áo phông rộng dấu quần đó mấy bà, đó phong bao đẹp luôn. Rồi comment giúp em là áo kèm màu giúp em, màu đen mọi người mua về mặc chung với mù ba đẹp. Rồi comment giúp em áo màu đen chất xịn luôn, áo màu đen và màu xanh xanh da trời. Ai lấy hai cái thì em để cho 150.000 nha, hai cái thì mọi người lựa màu đi, em để cho 150.000. Cái này là xanh da trời nhá mấy chị, ai lấy ghi giùm em nha, ai lấy thì ghi giùm em nha mọi người, ai lấy thì ghi giùm em, màu này ghi giùm em là màu xanh da trời. Ai lấy hai cái thì em để cho 150.000, bạn nào lấy hai cái thì chốt em để cho 150.000 luôn. Rồi cái này chữ é luôn nè, hồng giùm em nha, ai lấy hồng thì ghi giùm em là hồng và đỏ đó, bạn nào lấy thì chốt đơn liền. Chấm bài giùm em đi cả nhà ơi, đau hớp rồi nè. Cái này là đỏ này mới đẹp, đẹp ha, đỏ đó. Cô lấy hai cái thì em chốt cho mọi người hai cái có 150.000 thôi ha, ai lấy thì ghi giùm em nhá, comment giúp em mới lấy chị cái phép. Cái bà ơi muốn lên mã gì nè, chim du 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 vậy. Rồi xét giùm em nha mọi người, áo xanh da trời cho Thảo Nguyễn. Còn áo bẹt vai, áo bẹt vai hình như còn đúng một màu trắng, như còn cái màu trắng không biết là còn không là hết rồi sao. Rồi xét này 145, cái này còn một set 145 hàng xịt nha mấy má, set 145 giùm em. Trời ơi nó đẹp đụng rồi tay chân luôn. Rồi cái giùm em là set 145 màu đen nha mọi người, em đang mặc màu đen, em vừa màu đen chắc khỏi nhìn luôn á, vừa màu ngu đi ha, vừa màu đen không có nhìn được, tại em đang mặc nguyên cả cây đen lên người á, cái em vừa màu đen cái không thấy gì luôn nè, xịt sò chưa, hàng bao xịt cho mấy chị luôn này, nhìn cái quần nha, áo ơi nó xịt, hàng 200-300 nghìn luôn á. Rồi ghi giùm em nhá, đúng rồi kem cốt là tặng kem vip, em đưa chị một chị kem vip đi ra quận, đưa một chị một kem vip với một kem cốt cho chị đi dơ cho khách hình dung ra. Rồi cái này ghi giùm em nhá, xếp nâu với xếp đen một bao nhiêu trời, 145. Rồi ghi giùm em nhá, đây kem cốt 350g giá 208 luôn, đáng lẽ là giá 3 đáng lẽ 208, đáng lẽ là giá 320 nhưng mà em đã triên cho mấy chị xuống còn 208, còn được tặng thêm một hũ này nữa là hũ kem body vip á. Đó mọi người cứ comment một cốt hoặc hai cốt là tự động nhân viên em sẽ bỏ vô cho mấy chị nha, chứ không cần phải ghi tặng hay là gì đâu, tự nhân viên em bỏ vô. Rồi cái này ghi giùm em nha, xếp kèm màu giúp em, á hơi chất áo này chị nông. Rồi comment giúp em 145 kèm màu giúp em nha. Set 145 kèm màu. Ai lấy set thì ghi giùm em này mọi người, cái quần xịn cho hò sò chưa? Này. Quần xịn không? Quần là test nách luôn đó mấy chị. Rồi comment giúp em nha. Set kèm màu. Một cốt cho Mỹ Uyên. Rồi được tặng kem vip quá trời lời rồi. Đúng không? Tại vì kem cốt em kem vip em còn được có mấy hộp à. Ai lấy thì ghi giùm em nha. Đây, comment giúp em là set kèm màu, màu đen còn màu xanh thế này. Cái đẹp. Cái quần bao đẹp luôn. 145.000 kèm màu. Đây là màu xanh bơ mọi người, trời ơi cái màu xanh bơ bao đẹp luôn. Rồi comment giúp em nha. Kèm màu giúp vô. Các mọi người cái phong quần đi. Chỉ ngang chưa? Rồi comment giúp em là màu nhá. Màu xanh bơ, màu nu với lại là màu đen. Ơi vô màu đen cũng gặp không? Các bạn muốn like cái gì comment lên giùm tôi cái nè, đâu hết rồi. Comment giúp em màu nhá. Ôi xuất sắc chưa? Cái quần bao đẹp luôn đó mọi người. Quần của nó phối rất là đẹp luôn. Ai lấy giùm em nhá, một kem cốt của chị Oanh Kiều. 208 được tặng, kem kia quá lời còn gì nữa mấy bà. Mấy bà mà không lấy là hơi tiếc luôn đó. Tặng được khủng kem body vip luôn đó mấy má. Tặng vậy quá lời. Rồi quần quần suông này em còn size SML. Quần suông đó mọi người. Quần suông kèm size nhá, size S, size M, size L, size 139 luôn. Đó, bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần kèm size, quần suông đen kèm size S, size M và size L. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là quần. Mọi người ơi, mọi người muốn lên mã gì comment cho em nè. Đâu hết rồi.
comment em lấy mã em lên cho. Rồi comment giúp em nhá. Quần kèm size S, M và L. Quần suông á, sale còn có 139 ạ. Ai lấy quần thì ghi giùm em là quần. Ừ, muốn lên mã gì vậy? Bù cái gì kèm. Rồi comment giúp em. Tối ít người con mà còn chốt ầm ầm luôn. Anh nhiều người con mà không ai chốt. Rồi ghi giùm em nè. Set 125.000, set đầu like nhưng mặc đó mọi người. Set đầu like nhưng mặc á. Ai lấy set thì ghi giùm em là set nha. Quần áo rất tốt, tay dài còn cáo chữ em. Rồi cái này ghi giùm em là màu hồng. Áo để mặc quần dài. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh lá. Laptop là chị đang sale á. Cái bà Thảo Nguyễn này ngày nào vô bà cứ kêu mình là sao nghe nhỏ về em. Em thấy chị lúc nào cũng phàn nàn em cái vấn đề nghe nhỏ nghe lớn luôn á. Chị bật cái volume của chị lớn lên. Mấy hôm trước cũng kêu là sao nghe nhỏ vậy em. Mọi người nghe nhỏ là nghe lớn vậy? Mọi người nghe có lớn không hay là nghe nhỏ? Tại em nói hết cái volume của em luôn rồi đó. Mà ngày nào em cũng like ở cái volume này hết đó mọi người. Nghe nhỏ nó là chắc cái điện thoại của mọi người không bật volume lên. Bà Nguyễn Thảo ngày nào vô cũng kêu là sao nghe nhỏ hết. Mà em nói to lắm luôn rồi đó. To là to luôn. Hết cái volume hỏng của em luôn rồi. Không nói to được nữa đâu. Có ai nghe nhỏ không? Có bạn nào trên live này nghe em live mà nghe nhỏ tiếng không mọi người? Mấy bè ai nghe nhỏ không? Họ trả lời chúng con cái đi mấy má nhỏ ơi. Có nghe nhỏ không thì vui cho em biết em chỉnh nè. Xếp 125 xanh lá cho Vũ Phường. Cái bà Thảo lúc nào con cũng kêu nhỏ mà em. Cái giọng em xưa giờ. Cái đơn không nghe máy nha kêu rồi. Ai? Coi đấy Vũ Phường nhắn tin Zalo tôi nghe đó. Vũ Phường Hải Dương đúng không? À đúng ba đúng không? Vũ Phường ơi có một đơn đó hả? Ship đi cho em. Hai đơn luôn á. Hả? Hai đơn luôn á. Hai đơn luôn á em ơi. Hôm qua nhắn tin Zalo gì Vũ Linh á mà không trả lời á. Đúng rồi. Nhà cũng phượng. Em ơi, có hai đơn chưa có nhận luôn đó bé. Nhắc Zalo em ơi. Dồn như vậy chết chị luôn đó bé ơi. Nhá, bé Dương nha, dạ, ráng ghép nhận rồi. Vừa nhận rồi. Vừa nhận rồi, sáng nay hai đơn. Ok bé nhá. Rồi ghi giùm em nhá. Ok em. Tại dồn hai đơn một lần người ta hoàn về tốn chi ship của chị lắm. Em đồng ý cái bạn Zalo cho em đi, có thông tin gì để có gì gọi em ơi. Em đồng ý kết bạn Zalo với Zalo Chi Bác của chị nha. Tại vì xử lý đơn hàng anh xử lý nhanh hơn chị, đổi chị nó lâu lắm. Bây giờ lúc nào mà em muốn đặt cái gì gấp em cứ nhắn tin bên Zalo đó là chồng chị rep nhanh lắm nha. Tại nhiều khi đổi chung nó lâu lắm mọi người. Cũng ít khi rep tin nhắn. Trong Zalo em chỉ làm việc với nhóm xưởng của em thôi, với lại là xỉ của em thôi mọi người. Chứ ít khi em nhắn tin với khách lắm. Hầu như là bạn nào nhắn tin tư vấn kem thì em mới tư với ấy thôi. Còn quần áo là ít lắm mọi người. Em còn chưa bật hết âm được. Vậy là do điện thoại của chị Thảo á. Chị Thảo lúc nào cũng kêu là Dung nói giọng Dung nào. Tại vì Dung nói ở cái mức độ của Dung lúc nào Dung cũng nói ở cái giọng này luôn á. Cho nên là lớn nhỏ là do cái điện thoại á mọi người. Tên tay dài chị Lê Yến. Chị Lê Yến đi cộng luôn giùm em nè. Hết đá Dung đi. Còn đá không? Mua đá uống sữa tinh đi. Rồi hết tên luôn. Chị Lê Yến ấy giùm em đi. Tiền lệ như trong cái ngân kẹo có rồi. Rồi áo màu cam. Thảo ơi, mỗi lần nói mà hết hơi luôn. Chắc cái điện thoại của chị Thảo bị cái gì á. Tại ngày nào bà vô bà cũng kêu là em nói nhỏ hết á. Rồi comment giúp em nhá. Màu trắng cái này mặc với quần jean đó mọi người. Mặc với cái quần jean lúc nãy em chơi mấy chị màu đen á. Là bao đẹp luôn á. Nè. Đó. Áo này mà mặc với quần jean này em nói thật đó mọi người. Không còn gì để bàn cãi luôn. Màu trắng màu gì cũng mặc thường hết á. Nè. Thấy không? Áo lắc tố với mọi người mặc cái quần jean này bao đẹp luôn. Cũng tối em nói mọi người một lần rồi đó. Riêng cái áo lắc tố này mặc cái quần jean ôm bao đẹp. Mà chết mẹ rồi áo này chị chưa nói giá sale hả? Lúc đó chị Dung sale có 75.000 thôi nha. Áo này Dung sale còn có 75.000 là chứ phải là 95 giá cũ đâu. Xanh tay dài giờ Tây Ninh. Phim dựa Tây Ninh. Tối em sale còn có 75.000 thôi. Rẻ lắm. Mà chất là hàng ngoại một luôn nha mọi người. Nhìn cái mạc này là mấy chị tự tin là mua hàng xịn luôn á. Ai lấy thì ghi giùm em form laptop, tay dài, màu xanh lá, màu cam với lại màu trắng. 75.000.
rẻ, đẹp, xịn, mịn luôn. Rồi cái này là màu cam dùng dung nhá, màu cam, màu xanh lá, màu trắng. 75.000 mua được cái set này là quá lời luôn đó mấy bà. Ai lấy thì ghi dùm em nhá, màu màu dùm em. Rồi đầm này dùm em nhá, đầm đầm body, đầm body phối á mấy bà, body phối. Xe cho mọi người trên like còn 140, body phối 140 nhá. Đen nâu đậm nâu nhạt với lại là quần jean đen 52kg size M cho Vũ Phượng. Mắc quần jean đẹp. Mọi người những cái quần jean mà cái đinh của nó này màu vàng đồng, cái cúc màu vàng đồng luôn, là hàng này hàng nhập rất là xịt luôn này, mọi người thấy không? Thường là cái dây kéo của nó hàng Việt lên á, nó là chỉ là dây kéo đen hoặc là dây kéo trắng thôi. Còn cái dây kéo này là dây kéo vàng đồng, nút của nó là nút vàng đồng luôn này mấy chị, thấy không? Quần xịt cỡ này mấy chị phải biết phân biệt quần nhá. Quần hàng nhập á xịt lắm, từ cái nút tới cái form là bao đỉnh luôn đó mọi người. Kèm size SML có 179 rồi mấy chị ơi. Quần này là rẻ lắm luôn á. Em nhập về là để em mặc á mọi người. Siêu đẹp, form ôm nhá. Body đen dạ. Đầm body đen này cũng để cho mọi người cho 140.000 thôi. Màu đen, màu nâu đậm cái màu nâu nhạt. Đó, siêu đẹp mọi người, Dung muốn cho mặc cho cái đầm này coi không? Dung mặc cho mọi người coi cái phong đầm này nhá. Cho mọi người hình dung tại dơ nhiều khi mọi người không nhìn ra được. Body đẹp lắm luôn mấy chị. Đầm chị mặc có mấy phao, đầm chị mặc có một đợt rồi nặng. Đẹp xinh ha. Trời ơi, chị bị đổ cái thứ này trời. Trời ơi, dễ thương. Đầm đẹp quá mọi người ơi. Xinh ơi, ngất ngây luôn. Đó, em nói mọi người cái đầm này mặc lên form đẹp lắm. Áo tay dài trắng cam dồn cho chị Bảo Hân đậm. Xinh quá. Đây với chị có thể mặc được hai kiểu. Đó. Nhưng mà em thích cái kiểu này hơn. Đó, vai bự còn mặc cái kiểu này bao đẹp. Cái này là màu nâu đậm nhưng mấy chị trời ơi, cái form đẹp chưa? Form đẹp ha. 140.000, hàng rất là xịn luôn. Màu này là màu đen nha mấy chị, màu này là màu đen. Rồi màu này là màu nâu đậm, màu này là màu nâu nhạt, 140 hàng rất là đẹp luôn mọi người. Xuất sắc không? Đẹp ha. Rồi ai lấy đầm thì cái giùm em là đầm kèm màu giùm em nha. Trời ơi nó đẹp. Chất form này. Xuất sắc chưa? Rồi ai lấy thì cái giùm em nhá. Đầm lúc nãy chị mặc có màu đen, màu nâu. Đầm đen cho chị Hằng Nhi. Hằng Nhi ở đâu á chị? Em cái địa chỉ nha người đẹp. Tóc xùi quá. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Màu nâu đậm, nâu nhạt với màu đen. Xinh ha. Ống tay này siêu xịn sò luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là kèm màu. Xinh quá. Rồi em 56kg. Tại vì em to cái bắp đùi và bắp tay thôi. Nên cái đầm này bắp đùi bắp tay to là nó che được hết rồi. Tại đâu có cần quan trọng đâu. Hòa Hiệp ok chị Hằng Nhi nhá. Ba màu với chị, màu đậm, màu nhạt với lại là màu đen nhá, xinh ha. Trời ơi, quá đẹp. Ba màu. Màu em là màu nâu đậm nha, còn này là nâu nâu nhạt này. Tại nào lấy màu nào thì em màu đó. Cái set đầm body lúc nãy là chị mang có mấy màu á, tôi chỉ lại cái màu set đầm body đi. Xinh quá. Cái mẫu này nó có màu à, có áo nữa nhưng mà áo em không có về hàng. Áo bán mắc gần cái đầm luôn á. Áo nếu mà áo tính ra bán một cái áo không á là 135 rồi. Mà cái đầm á nói về cái set đầm body lúc nãy chị mặc có màu đen này, màu màu xanh lá. Đầm này đẹp lắm luôn, như Huỳnh set đầm này bao đẹp.
Cái này mọi người lấy ghi dùm em là set đầm body nhá, kèm màu. Cái này ghi dùm em là màu xanh, màu nâu. Màu nâu, set đầm body lúc nãy Dung vừa thay ra. Quá ốc phát ngoài luôn nha, và màu xám. Có 120 à, set đầm body 120. Đó, bạn nào lấy thì ghi dùm em là màu. Xinh chưa? Dáng là dài nha mọi người, kèm cái áo khoác ở ngoài luôn nha. Bạn nào lấy set đầm body 120 thì comment set đầm body 120. Hãy mặc màu đen để người không có mặc nó mặc một mẫu đây cho mấy chị coi cái màu thôi à. Chứ mẫu nào cũng mặc nó cực lắm mọi người nha. Mặc một màu đây cho mấy chị coi thôi. Lại hàng còn lẻ lẻ số lượng ít rồi. Đây ai lấy thì ghi giùm em màu giúp em xin nha. Cái đầm đi mặc xin quá. Đây giúp em là màu cho mấy chị. Rồi mã này set em còn 2 set. Xám cho Bảo Nam. Cay lắm. Chứ là cay xè luôn. Đó, ăn mà nước mắt sắp rớt rồi mà kêu không cay. Trời xạo mà. Uống nước không? Ê, thôi trả cho cô đi. Trả cho cô đi, không đi rửa tay đi. Trời ơi, cái đó mà dính vô mặt là chết đó. Cái rửa răng không? Tối qua nó khóc nhau rồi đó. Hay là tối qua nó xả về nó không lên gì không? Trả cho cô đi. Trả cho cô đi, đi rửa tay đi không là... Đi rửa tay đi, không có đi rửa tay. Trả cho cô. Dính là vô mắt là khóc luôn đó con ạ. À. Đấy lắm. Cái hồi vô khách khác cho rồi mã này giùm em nha mọi người. Tí nó vui khách cho mọi người. Cái này không cay nè. Rồi mã này giùm em nha. Cái này không cay nè. Set này còn 2 set. Đây set thể thao đây bé yêu. Đây set này Dung còn 2 set này Dung sale. Cái set này có 135 hả? Để Dung xem cái này có 135 thôi nè. Sale rẻ luôn á. Hàng xịt nha mọi người, 135. Thấy không? Hàng siêu xịt luôn mà sale có 135.000. Màu này ghi em là màu cam với lại là màu xám, 135.000. Kèm màu giúp em. Áo của nó là dập nổi lên như thế này nhá. Phong ôm, cái này là phong ôm nha mấy chị. Rồi cái này ghi giùm em là màu màu xám. Rồi nhìn cái phong quần này mấy bà xịn chưa? Phải hàng rẻ đâu mấy chị. Hàng siêu dày và siêu mắc luôn, vải này. Đừng có so sánh với vải hàng rẻ nha mấy má ơi. Rồi comment giúp em nhá, màu cam với là màu xám. Có 135.000 à. Ai lấy set đó thì comment giúp em là cam với xám nha mấy bè. Cam với xám hoặc là em lấy cái set này cũng đẹp, một set đen 145. Cái này là hàng quá mắc luôn rồi. Hàng này mà người ta bán 200 mấy, mọi người nhìn cái đai giùm em này. Đây. Nhìn cái dây giùm em để biết hàng xịt nha, chứ không phải hàng rẻ đâu mấy chị. Rồi comment giúp em nhá, set đen. Set đen 145 mọi người kèm cái giá để em biết là mã nào nha mọi người. Đen 145. Đen 145. Rồi cái này ghi giùm em là xanh, xanh bơ 145 luôn. Đẹp, cái set này là đúng đỉnh luôn đó mấy bà. Đó, xanh bơ 145. Đó. Và cái màu này là ghi giùm em là màu nâu 145 luôn. Màu rẻ. À, cái set quá rẻ luôn mọi người. Áo này về với bà mít riêng với quần jean cũng siêu đẹp nè. Mua quần jean đen lúc nãy. Đó, lấy mã nào thì comment. Những cái mẫu thể thao xuất sắc nhất. Mọi người nhìn cái này, nhìn cái dây là mọi người biết hàng xịn rồi. Nhìn kỹ chất vải dùm Dung đi mọi người. Chắc chắn về hàng rẻ luôn rồi đó. Mẹ bán có 100 mấy thôi. Quá rẻ không? 130 mấy, 140 mấy quá rẻ luôn đó. Rồi cái này 145.000 nha mọi người. Nó vẫn còn lâu đẹp, còn lâu bao đẹp luôn. Rồi à, để thì ghi giùm em nha. Chân váy kèm màu giúp em. Chân váy kèm màu nha mấy chị. Ai lấy chân váy thì ghi giùm em là chân váy kèm kèm size chứ lộn. Chân váy kèm size S, size M và size L. Ai lấy chân váy ghi giùm em là chân váy. Đưa chị cái set cung xì ở trong thôi. Chân váy kèm size giùm em nhá mọi người. Chấm bài tương tác với cái đè. Nó bị lên like mới nè. Nó có 12 giờ mấy à. Nó nãy giờ like hoài mà nó mới tới có tiếng mấy rồi trời. Có hơn tiếng rưỡi à. Tiếng rưỡi chưa được hơn nữa. Chưa được tiếng rưỡi chứ lộn. Rồi comment giúp em nhá. Comment giúp em là chân váy kèm size S, size M, size L. Rồi set Gucci xài với chị 129 luôn. Set Gucci 129. Mấy chị ơi tương tác lại cho em cái đi mấy chị. Rồi set Gucci 129. Set Gucci 129 giùm em nha. Ai để set Gucci ghi giùm em là set Gucci 129. Set Gucci 129. Mấy bà ơi đang coi chấm bài lại không em tắt lên lại nè. Chấm bài lại hộ em cái đi mọi người. Chấm bài nó có tương tác tí đi mấy mẹ.
Hồng Sám 135, chị Kem Pem Nguyễn. Chúng ta nhìn tôi cái đi mấy bẻ ơi. Rồi set vô xì 129 nha. Set này xinh nha. Nhìn cái quần là phải chốt đơn liền luôn. Nhìn cái quần là phải chốt đơn liền đó mấy chị. Cái này ghi giùm em là màu set vô xì là được nhá. Set vô xì kèm không có màu, bị níu màu rồi. Rồi comment giúp em là set Gucci. Set Gucci giúp em. Cái set thể thao 145 này đẹp lắm luôn đó mấy bà. Trời ơi, chắc là bao phê luôn đó. Chắc là bao phê luôn đó mấy chị. Sắc luôn. Nó đẹp. Đẹp từ cái form, từ cái chất, cái màu nó cũng đẹp nữa. Mọi người muốn lên cái gì á, set Gucci cho chị Trần. Set Gucci có 129.000 là mấy chị ơi. Cái xe đó là đẹp từ form tới chất luôn mới đẹp. Rồi quần xe tặng 90.000, quần siêu cấp nha mọi người, 90. Quần này là mọi người mua về là mix với cái gì cũng đẹp hết nha. Bất kỳ một cái mã nào về cái quần này đều rất là đẹp luôn. Rồi cái này ghi mẹ là màu đen, quần 90 nha, sale luôn. 90.000, màu xanh và màu trắng. Đen xanh trắng giùm em. Nhìn chất quần kỹ giúp Dung nha cả nhà. Đây, xịn sò không? Ôi, cái quần nó xịt như thế này mà không lấy mấy chục nghìn thôi đó. Nó phải 200 mấy 300 như người ta bán ở ngoài đâu mấy má. Quần nhà em là xịt như thế này, xịt không? Rồi comment giúp em nhá, quần cái này về mấy chị biết cái áo thun rộng hay là áo thun như thế nào cũng đẹp hết. Quần kèm màu giùm em. Ai lấy thì giùm em là quần kèm màu, màu đen, màu xanh với lại là màu trắng giùm em. Đen xanh với trắng giùm em nhá. Quần này em còn đúng một cái size S màu trắng, 110 size S màu trắng nha mấy chị. Ai lấy thì giùm em là quần màu trắng size S. Có cái à, hết sạch luôn rồi. Quần size S màu trắng giùm em. Quần hãng nha mọi người. Quần jean á. Ai lấy quần size S thì giùm em là quần size S màu trắng. Xin nha. Quần size S màu trắng giùm em, set thể thao đó một size đúng rồi. Size đó bao nhiêu ký cứ vô được các em. Từ 40 cũng mặc đẹp cho tới 5556, tại vì nó là len co giãn mà. Len co giãn á. Chất cái quần thì khỏi phải nói là quần thì bao nhiêu ký cũng vô được hết đó mấy bà. Còn cái áo là co giãn lắm. Chất bao co giãn luôn á. Này. Đã. Cái set này bán giá quá bèo luôn đó mọi người. Trong khi mọi người mua ngoài 200 mấy một set. Ừ, đúng không? Nhìn cái dây quần đi mọi người. Đó, đẹp chưa? Sắc, set thể thao luôn. Set thể thao bán quá rẻ luôn mọi người. Rồi ai lấy nào nữa chốt giùm em nha. Mọi người muốn lên cái gì nè, lên cái gì nói thì Dung lên cho mọi người nè. Ơ, biết mọi người chứ cái gì đâu lên. Kiều Liên bông hàng. Không, em đi rồi hỏi người đẹp không? Bông hàng hỏi em người trả lời lắm. Rồi ghi giùm em nha, set. Set này em xe tặng mọi người trên like 130 luôn đi. Nó set này đem xe lỗ luôn đó mọi người. 130. Set Gucci cao cấp loại 1 nha mọi người. Cái này là theo full hết luôn. Đó, 130 đi giùm em set Gucci. Trời ơi, cái này mà mặc đi tiệc ha. Nó sang. Set thể thao em xe có 145.000 là chị. Cái set Gucci này mấy chị 175 á, xe mấy chị 140 luôn. Còn 3 set à. Đẹp ha. Ai lấy thì ghi giùm em nhá, set Gucci 130. Set thể thao này có 3 màu. Màu nâu em nãy em dơ này, màu xanh bơ. 40 kg vừa không chị? Vừa chứ. Set nó đẹp lắm luôn á. 175 rồi nó mua sale còn có 140. Này ghi giùm em là xanh bơ set thể thao nha. Và màu đen. Set nó đẹp lắm luôn á Linh. Lấy liền đi. Set nó mặc lên nó sang lắm. Đi tiệc là thôi luôn á. Rồi cái này ghi giùm em là màu đen nha, set thể thao 145. Hai nhìn cái set là phê luôn đó mấy chị. Từ quần, từ form, từ chất, bao đẹp luôn. Rồi ai đấy thì ghi giùm em nha, set con xì cho Thùy Linh. Ok. Rồi ai đấy thì ghi giùm em. Còn hai set con xì em nữa bà. Hai set này đẹp. Cái chân váy không chữ A, mọi người nhìn cái phần chân váy này. Đẹp không? Trên váy này mấy chị mix riêng với lại là áo thun cũng đẹp nữa. Đẹp ha. Trên váy form chữ A. Áo thì mấy bà. Sắc chưa?
Đó, ống tay cũng siêu đẹp luôn. Rồi comment giúp em là set vuông xì 130.000, không bao giờ mua được nổi cái áo của nó. Nếu mà chất này mấy bà, mọi người thấy cái form đẹp chưa? Em chỉ uống thôi nó đã đẹp rồi, không cần phải mặc luôn đó. Rồi comment giúp em nha, set kèm màu cho chị mấy cái áo đi. Rồi áo này em tặng mọi người 45.000, còn một trắng với lại một cam. 45.000 màu trắng với màu cam của em Dung nhé. 45.000 set thể thao nâu chị Nôi Hà, 145.000. đây giùm em áo 45.000 còn hai cái, màu trắng với lại là màu cam. Cái này em xả rẻ cho mấy chị, bạn nào có đơn thì chốt nhé. Tại áo này em theo lỗ nên em không có để đơn lẻ nha mọi người. Đó, em ơi, thì em để cho mã này có 45.000 thôi. Áo này 85.000 mình theo còn 45 nhé. Chất len nha mọi người. Rồi comment giúp em áo màu cam với là màu trắng 45.000. Bạn nào lấy thì ghi giùm em là cam với trắng 45. Comment giúp em là màu cam với màu trắng 45.000. Cho trắng tay dài này em đưa chị cơ đá. Trắng với đen đó. Đây. Để cho em sẽ thể thao đen và nâu cho Thúy. Thúy không? Chắc chị rồi hết nâu luôn. Xe này đẹp quá, 145 để em cho chỉ có mọi người. Còn chắc với cái form về mọi người á, cuối cùng cái hàng về như mọi người biết xịn hay không liền à. Xịn hay không sau qua mua tiếp mà không còn hàng đó luôn á. Tại cái đó là hàng xanh cho nên rẻ á. Bên ngoài cọc đi chị ơi. Rồi mã này đi giùm em nha. Đây, áo trắng tay dài xe 79. Cái này hàng len giùm em nha. Lưu ý cái áo trắng này là hàng len nha mấy chị, không phải hàng thun đâu nha. Cho nên là em bán vượt trước à. Nhiều khi mấy chị cứ nói là hàng này là hàng giống hàng thun nhưng không phải đâu nha. Nó là len xịt á. Hàng trăm mấy lận đó mọi người. Rồi xe đem ở trên line 79.000 luôn. Màu trắng với màu đen 79.000. Ôi bao đẹp. Trắng đen 79k. Áo tay dài mọi người. Cái này mọi người này mọi người mặc lệch vai cũng đẹp. Rồi đi giùm em nha. Màu trắng với lại là màu đen. Áo này á, mọi người mặc kể vai cũng được, mà mặc như thế này được, nó là chất len. Cho nên thành thử ra mọi người muốn kéo như thế nào cũng kéo được nè, nhưng chất len đi. Chứ không phải là dạng thun đâu. Nè, len nha mọi người. Màu đen đây nó chói. Xinh lắm luôn. Kèm màu giúp em nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi giùm em kèm màu. Đó, comment giúp em là màu. Màu trắng, cái này là dạng như là nhũ á mọi người, đẹp lắm. Rồi comment giúp em tay dài. Mọi người thấy cái chất nhẹ nhàng không? Nó là len nhá. Muốn lệch vai cũng được, muốn thường như thế này cũng được. 79.000 màu trắng với bụi phương. Nó còn mấy cái à. Cái quần này như là hết. Cho chị cái quần này màu đen sang M đi, sang L đi. Em tí nữa em mít cho mọi người coi một cái bao đẹp luôn. Cái áo này có 79.000 cầm cái chất là phê luôn. Em đã để hai cái rồi. Tại vì thường màu trắng mùa này mặc đi đâu nó cũng ấy đó mọi người à, tay dài mặc đi đâu nó cũng thoải mái. Với lại nó đỡ lạnh. Mùa này đang là mùa lạnh lạnh, xe xe lạnh rồi. Bắc Nam thì nó cũng lạnh lạnh hết đó mọi người. Cắt đi em thôi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha. Siêu đẹp luôn. Comment giúp em là màu đen với là màu trắng. Phong độ giữa quần nha. Hay là phong độ giữa quần. Nó chất đẹp. Có 79.000 thôi. Rẻ như biếu luôn. Rồi xếp này em còn có quét tặng cho chị. Có một set duy nhất, bạn làm nhanh thì có nha. 99.000 set. Set thể thao màu hồng. Cái này hàng 150.000 đó mà sale còn 199.000 luôn nè. Đó, hàng Quảng Châu nha. Rồi ghi giùm em là set hồng 99k. Hồng 99.000 giùm em. Ai lấy hồng 99.000 giùm em là set hồng 99. Có set không? Set hồng 99 giùm em nha. Cái hồng 99.000 chỉ mặc cho mọi người coi cái áo bao đẹp luôn. Cái trắng đó là siêu kinh nha mọi người. Cô chỉ cái gì tắt cái này thôi. Đợi một tí xíu tắt cái chua đi nào thích chờ. Mọi người mặc thua, mặc thua. Chia sẻ bài giùm em đi mọi người ơi. Chia sẻ cho em đi mấy bè. Mặc
trên nào hết. Mặc lịch ban thế này cũng đẹp, thấy không? Chỉ mặc một cái quần đơn giản như thế này đã thấy dễ thương rồi. Xịn không? Cái này là len nên mấy chị co giãn được thoải mái, xinh quá. Áo bao dễ thương luôn. Đó, nhưng mà mọi người muốn mặc không thế này cũng được. Xinh nha. Có 79.000 thôi, bao đẹp. Để cắt bớt cái tua rua này đi mấy chị ơi, em không thích tua rua nhiều lắm. Cắt ở trên line nó hơi vô duyên nha. Đó, ai lấy thì ghi giùm em, trắng với đen 79k. Quần form siêu đẹp luôn mọi người. Quần này mặc lên sắn line nó mới đẹp. Rồi em cắt cái sợi dây này thì nó rớt ở dưới háng nó vô duyên. Đó, có sắc chưa? Đẹp chưa? Về đóng thùng đằng trước lên cũng đẹp. Quần này em xem còn có 110, quần này quần hãng đó mấy bà. Đó, đẹp không? Đóng thùng lên. Áo trắng 79 cho Hằng Nhi. Đóng thùng lên cũng đẹp mà. Nói chung là mặc nhiều kiểu lắm mấy chị. Chị thương không? Đi uống cà phê, đi uống trà sữa hoặc là đi chơi đâu cũng đẹp. Mang đôi dép bình thường như thế này lên nữa, trời ơi. Lê Thị Kim My áo đen 79. Ủa chị Kim My ở đâu á, chè hả? Đen với trắng 79. Trời ơi sao lấy cặp luôn mấy má. Trời ơi cái áo này đẹp muốn xịn, xong lấy hai cái về mà mặc thay đổi. Đẹp muốn xịn. Chị Kim My ở bên kè là ở đâu? Trời ơi xinh quá mọi người ơi. Cái áo chất xịn quá à. Lên á. Chị thương ha. Rồi ai lấy giùm em. Em giúp em là áo kèm màu trắng dưới đen 79.000. Trắng dưới đen 79k, ai lấy thì ghi giùm em nha. Áo xinh quá mọi người. Xuất sắc. 10 điểm về chỗ. Rồi cái này ghi giùm em nha, set sơ mi. Set sơ mi nha mấy chị. Set sơ mi lúc tối em xả còn có 130.000. Mà set này đẹp sale lũ lắm luôn. 130, hàng siêu xịt luôn nha. Nè những cái phong quần này mấy má. Mấy má nhìn phong quần một con đi, xịt sò chưa? Rồi ghi giùm em là màu cam. Màu cam và màu xanh. Cam xanh giùm em nhá. Ai đã set sơ mi thì ghi giùm em là set sơ mi cam với xanh. Có 130 thôi à. Trong khi cái áo sơ mi mùa bán lẻ đã 115 rồi. Thêm 15.000 được cái quần xịt. Chuột loại 1 luôn. Nè, xịn không? Quá rồi xịt đi chứ lại. Rồi cái này ghi giùm em là màu xanh lá. Cho xem form áo đâu mang. Dạ nó là form rộng dấu quần đó chị. Rồi áo này đẹp lắm luôn đó chị. Ăn Nguyễn Nguyễn út hai cái liền. Áo này hiếm khi em mới có. Chị ơi cho em cái địa chỉ rõ giùm em nha. Tam Kỳ Quảng Ngãi em không ship được. Có phường có xã giùm em nha. Cái này mới chị mặc được 2 kiểu 3-4 kiểu luôn. 2 kiểu đó lệch vai cũng được này. Đó, lệch vai mặc thành form rộng dấu quần. Hoặc là mọi người kéo lên để thành như thế này cũng đẹp. Hoặc là mọi người đóng thùng giống như em lúc nãy. Quá đẹp. Xếp cam cho bạn Hưng Đặng. Có 130 mấy chị. Đó. Hồi mặc hàng em như thế này cũng được. Nói chung là cái mẫu em đang mặc là mặc được 3 kiểu. Rồi set sơ mi con cũng hết hả? Rồi ghi dùm em nhá. Set sơ mi 130.000 theo rẻ mấy chị. Nè nhìn chị chất dùm em đi mấy chị. Chất giả nha. Màu cam với màu xanh. Các bà muốn lấy màu nào thì các bà chốt màu đó. Quần là về là mít riêng ra được, yên tâm. Mít riêng ra được luôn này. Mọi người những cái chất hàng theo vô tới trong này luôn này mấy chị. Ngoài hàng rẻ đâu. Rồi ghi giùm em nha. Màu cam đó. Cái quần này về mít với cái áo này thấy đẹp không? Cái quần này mà mít riêng với cái áo này cũng đẹp. Tại vì nó là may dặn phong quần tây á mọi người. Rất là đẹp luôn. Thêm một trắng với một đen. Áo 79 với quần đen thì đang mặc size M 52kg. Rồi ai lấy thì ghi giùm em là set cam với lại là set cam với set xanh giùm em nhá. Nó đẹp ha. Các chị thấy phòng áo đẹp không? Áo trắng đen cho Nguyễn Khoa. Áo ôi, set quá đẹp. Trời ơi cái áo đẹp. Cái áo này là phải mua cùng với cái quần này. Về cuối lên rất là cung luôn mọi người ha. Quần mọi người thấy cái form em mặc quần đẹp không? Đó.
quần ba đẹp luôn. Quần 110. Áo 79. Rồi comment giúp em nhá. Hết xinh quá mọi người. Rồi set cho em còn một cam với một xanh nữa là hết. Nè, sắp chưa? Em nói rồi cái áo đã đẹp rồi mọi người, những cái quần đi. Cái quần nó tép lắm. Xe kéo bên hông có cái rằng. Đó, ví dụ như về mua cái set này đúng không? Cái quần nó phối được cái áo đẹp chưa? Đó, mix cả như cái set này. Cái áo này với cái quần này cũng siêu đẹp này. Đẹp không mọi người? Cái phong quần của cái set sơ mi này đẹp ghê. Áo sơ mi đó đã đẹp rồi. Cái áo của nó là nút của nó là giấu ở trong này nè, mấy chị thấy không? Đó, nút dài là nó giấu một đường như thế này. Nó may cái kiểu sang lắm luôn đó nha. Cái áo sơ mi nó may bao sang luôn á. Nó che hết cái đường nút luôn. Rồi comment giúp em nhá, màu cam với lại là màu xanh. Về cái quần này nó phối với cái áo trắng bao đẹp nữa. Đó, xuất sắc không? Rồi ghi giùm em nhá. Còn nha heo sữa ơi, còn đủ màu á em. Còn nâu đậm, nâu nhạt. Với lại là em chốt trên này luôn đi. Chốt trên này luôn đi. Màu nâu đậm, nâu nhạt. Cái này là nâu nhạt rồi cho chị, màu nâu đậm. Hay là nâu đậm. Em lấy màu nào chốt? Có 1 trăm mấy em? 1.3 hả? 1.3. Lúc tụi trời má cái đầm đẹp ha. Em còn mấy cái. Cái này chốt inbox quá trời mà Dung chưa có rep ai được mấy chị ơi. Cái đầm này nó xịn lắm mà. 155 mà em xem còn có 1.3. Lúc tối em mặc này đó. Cái này là nâu đậm này. Màu sáng và màu nâu nhạt. Cái form đầm này lên là bao đẹp luôn mà có 130.000. Chốt trên like có 1.3 thôi cho mấy chị. Rẻ không? Áo trắng đang mặc cho chị Kim Diệu Training. Cái đầm này là thiệt các mọi người. Nâu đậm cho heo sữa. Áo cái đầm chất len luôn nhá. Mọi người nhìn thấy cái đầm đẹp không? Cái đầm mà rút eo, đầm body rút eo mọi người. Trời ơi, cái form đây là tét nách luôn. Form lên mã này là tét nách luôn. Rồi ai lấy giùm em đầm 130 kèm màu đầm rút eo á. Đầm rút eo ở đây cho mọi người nhìn cái form nhá. Đẹp lắm mấy bà ơi, đừng có quên lấy cái đầm này. Tại cái đầm này nó quá xịn sò luôn. Nó xịn lắm luôn, nó chứ không phải là xịn đâu nè. Mọi nhìn thấy cái form không? Mặc đẹp chưa? Đó, mà màu kem em hết rồi nè. Còn nó mấy cái, còn mấy cái đó em dơ mấy chị á. Trời ơi, màu đen cũng hết luôn. Nó quá đẹp. Cái đầm quá đẹp luôn đó mọi người. Form đen không 100% chuẩn mẫu mặc. Và lúc tối em có lên cho mấy chị rồi đó. Lúc tối em có lên cho mấy chị cái đầm đó rồi đó. Mặc không rồi. Rồi đầm này xe tặng mấy chị luôn 145.000. Đầm baby doll cao cấp đó mọi người. Đầm này 195.000 lận. Xe mọi người 145 nha. Đầm baby doll cao cấp 145. Má ơi chuẩn hàng loại 1 nha. 300 mấy luôn á. Rồi 145 comment giúp em là đầm baby doll. Trời ơi, bà nào mà đang có bèo thì nhanh tay nha. Hai màu em. Trời ơi cưng quá à. Ai cho em cái lý do gì để đừng có dễ thương mày được không? Á ôi cái cưng cho này mấy bà. Rồi cái này ghi em là đầm hồng. Nè mọi người những cái hoa là mọi người biết hàng xịn này. Ngoài hàng rẻ đâu nha. Rồi cái này là màu nâu. Màu nâu. Đầm giùm em nhá. Đầm đẹp mắt chưa? Rồi ghi giùm em nhá. Đây cái này ghi giùm em là màu nâu. 145.000 quá địch luôn. Hàng loại 1 giùm em nhá. Màu xanh lá với màu hồng. Nó xanh lá với màu hồng còn có màu có cái rồi đó. Đó ai lấy thì ghi giùm em. Nó xinh ha. Trời ơi bà ơi cái đầm xịt sò không. Nó có 100 bà làm ở 45.000 thôi đó. Đẹp chưa? Form baby doll như mấy bà. Cưng ha. Không baby doll cái này bầu hay không bầu mặc cũng cưng hết. Bạn nào mà dạng như là gu bánh bèo là cốt hết cho em cái mã này. Bao đẹp luôn. Ai lấy thì ghi giùm em là màu. Màu nâu đậm. Rồi cái này ghi giùm em là hồng. Hồng. Cưng quá mọi người ơi. Bao dễ thương cỡ ơi má ơi. Cái màu hồng nhạt. Hồng sữa mấy bà. Hoa nè. Cổ này. Trời ơi, ống tay phồng. Đó, bạn nào lấy giùm em màu vàng siêu trắng da luôn. Màu vàng. Đó, ai lấy thì giùm em nhá, màu
đầm kèm màu giùm em. Mọi người ơi, chấm bài giùm em đi mọi người. Chấm bài. Chấm bài giùm em rồi quần giùm em nhá. Quần để mặc với cái áo em đang mặc cũng siêu đẹp luôn nè. Đó. Về đóng thùng cho em với cái quần áo em đang mặc siêu đẹp luôn, quần size S, size M và size L. Chốt trên like chốt trên like mã này để cho mọi người được 79. Trời ơi, ôm. Rồi cái giùm em nhá. Giùm em là quần kèm size S, size M và size L có 179. Quần kèm size SML 179 giùm em. Quần này về mặc với cái áo em mặc siêu đẹp luôn. Xe cho mọi người 179 kèm size nha mọi người. Ai lấy size thì cái giùm em là size 179 kèm màu. Em đưa cho chị còn gu gì nó kia thì xả luôn nha. Em có cái quần này xe cho chị còn mấy cái. Xe rẻ luôn nha. Biết là còn size không? Xe rẻ cho mấy chị. Quần này mà về mặc cái áo em đang mặc siêu đẹp nhưng mà siêu rẻ lắm luôn á. 125 siêu rẻ, cái quần cũng xí á. Siêu rẻ mấy bà, mua cái quần đó về mặc cái áo em đang mặc cũng đẹp, mà áo khung nào cũng đẹp hết á. Tại vì phong quần của nó đẹp lắm. Coi còn size gì để chị đọc size luôn. Áo cái quần này hôm bữa là 125 đó mấy chị. Size ML em tặng mọi người 40.000 luôn. Này. Alo, 49.000. Sorry 49.000 luôn. Quần này em vừa bán 125, em sale có đồ rẻ nhất là 95.000 rồi đó. Rồi comment giúp em nha. 49.000 kèm size giùm em ML. Đẹp ha. Áo cái phong quần là test nách luôn đó mọi người. Comment giúp em là size M không có size S, có S không ai? Ờ vậy là còn một cái S thôi đây mấy chị. SML nhá. 49.000. Quần siêu xịt luôn. Đó. Cái này là không phải bo chung đâu nha. Tại đằng sau của nó là hàng dây kéo hàng xịt nha mọi người. Nè. Đằng sau dây kéo luôn. Kèm size S, size M và size L có 49.000. Về cái này mới chỉ mix với lại áo thun nào cũng đẹp hết. Đó. Ai lấy quần thì ghi dùm em là quần kèm size. Quần kèm size 49. Kèm size S, M, L. M thì Nguyễn Xuân Si. Nó đẹp quá ha. Nguyễn Xuân Si. Có đơn giường hả? Đẹp quá ha mấy chị ha. Có 49.000 thôi đó. Mà mọi người nhìn cái quần của nó là thêu từ trong ra ngoài luôn nhá. Không phải hàng rẻ đâu mấy chị ơi. Quần này là siêu xịn luôn. Đầm thức có khổ chỉ còn em lấy màu nào á. Nâu đậm, nâu nhạt. Với lại là màu sáng. Cái này là nâu đậm này. Nâu nhạt và sáng. 130 em lấy màu nào? Rồi ai lấy quần còn màu hồng, hồng còn size, còn đủ size luôn. Hồng còn đủ size SML. Màu hồng đẹp quá. Hồng kèm size và nâu kèm size SML nha. Ai lấy thì ghi giùm em quần kèm size hồng với lại là màu nâu. Ai lấy hồng với nâu thì ghi giùm em là hồng với nâu nha mấy chị. Kèm size giùm em. Kèm size S, size M, size L mọi người ơi, chia sẻ bài lại giúp em đi mọi người. Quần có 49.000 nè mấy má ơi. Quần sale có 49.000 nè, quần đó 125 rồi đó mà sale còn 49.000 cho nó hết luôn. Quần hàng xịt nha chứ không phải hàng rẻ đâu, tại vì em sale rẻ cho mấy chị á. Ai muốn đi đơn luôn thì lấy hai cái. 49.000 thôi. Đi đơn luôn. 49.000 là lấy hai cái màu hồng với màu nâu luôn là thành 100.000 đủ đơn đi luôn. Mua được hàng sale quá rồi còn gì nữa. Cái hàng sale quá rồi luôn. Mua hai cái quần bằng 1/3 giá cũ của mọi người. Rồi áo hồng 79 còn cái duy nhất thôi. Hồng 79k. Được một cái sao chị đi hàng em ơi, không có giữ đơn đâu bé. Có cái không chịu đơn đâu. Rồi áo giùm em nha. Áo 79.000. Ai lấy áo thì giùm em. Rồi comment giúp em nha. Áo hồng 79k luôn giùm em. Comment giúp em là hồng 79. Hồng 79 nâu sẽ cho nguyên em nhớ gửi thêm một chị nha. Rồi màu xanh mã 79k luôn. Ai lấy hai cái thì 150 luôn. Áo ơi, cái màu áo này. Rồi 79k màu xanh mạ.
xe đấy với chị 79.000 luôn, áo kèm phòng hai cái 100.000 luôn các chị nha, hai áo 100.000. Rồi cái này ghi giùm em là hồng mặt cười 79k đó bà nào, chỗ áo cái áo gì hồng mặt cười 79k giùm em, ai lấy cái nào thì ghi giùm em nhá, kèm size và kèm màu. Alo, kèm màu áo có size, áo không rộng ghi size cho các chị. Rồi ai lấy thì ghi giùm em màu nha các bà, áo kèm màu luôn giùm em, áo kèm màu rồi áo đen. Nó bị bệnh rồi. Rồi cái này ghi giùm em là áo đen nha, áo đen cái này mặc cặp với bồ siêu đẹp, không có hai cái áo đen nữa đó, mặc cặp với bồ siêu đẹp luôn. Rồi 79.000 hai cái 150 nha mọi người, bán rẻ. Cái hàng sugar này nó xịn lắm mọi người. Cái này em có một cặp luôn á, bạn nào mà có bồ hoặc là có chồng á, lấy cả cặp này. Em còn hai cái đen giống nhau á, mà chất của nó đẹp lắm, chất nhung luôn, giống là chất thun đâu mấy chị, chất nhung hàng xịn luôn, hàng siêu cấp xịn luôn á, xịn ha. Áo phông rộng như này nam nữ gì mặc cũng đẹp hết á, nam là dưới 85kg, nữ là mặc phông rộng giống quần á, siêu đẹp. Rồi ai lấy thì ghi giùm em, mọi người muốn lên cái gì nữa nè, cái bà ơi lên cho một lần để vào chốt đơn nè, muốn lên cái gì nữa không. Rồi quần xe cho mấy chị 90, quần này là quần siêu cấp nha mọi người, mà xe còn 90.000 nè, quần siêu cấp á, xe còn 90. Mấy bà muốn like cái gì nữa thì nói để em biết, em like cho mấy bà nè, sao em du vậy nè, quần siêu cấp 90.000. Trời cái quần này mà mặc với cái áo em mặc là thôi luôn đó mọi người, quần này mọi người lấy một cái màu đen mà mặc với mấy cái áo em đang mặc là đỉnh luôn nè, thấy không, sắc luôn á, 90.000 mà hàng siêu cấp xịn nha mọi người, phải hàng rẻ đâu. Những cái chất quần này đẹp chưa đó, 90.3 hộ em như mấy bà đâu hết rồi, cho tôi dấu chấm đi trời để tôi còn có động lực tôi like tiếp chứ. Cho Dung xin dấu chấm đi mấy chị ơi, một em body trên này trên like luôn đi em ơi, nhắn tin lâu chết inbox lắm. Em mà mua kem cốt hay là mua kem body vip, mua trên like luôn đi, mua trên like hôm nay kem body vip, kem body cốt là được tặng kem body vip, còn mua một kem body vip 250.000 được tặng một hộp nữa, có thể là mua hộp một tặng một, cái này là dưỡng, còn cái này là tẩy trắng cấp tốc này mấy chị, cốt tẩy trắng, cốt tẩy trắng này là 280 tặng một hộp body vip luôn nha. Quần Trung mang xe còn có 110.000 à, quần Trung mang xe còn có 110.000 thôi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nhá. Rồi quần dài loe xả lỗ luôn 175.000, kèm màu và kèm size, quần loe mấy chị đó. Ai lấy quần thì ghi giùm em, comment với em là quần 175 kèm size luôn ha. Quần này hôm nay mọi người mua là bao rẻ luôn ha, 175 kèm size S, size M và size L, nhưng mà mọi người phải cho những cái màu nữa nha, phải có màu đậm với màu nhạt. Hát quần này mặc đỉnh lắm, bà nào mua 215 rồi là biết cái form. Hôm bữa có đợt em xe là 185.000, giờ để với chị cái like luôn 175 luôn đó, là xe kịch sàn kịch quần cho mấy bà rồi đó. Ai lấy thì ghi giùm em nha, comment giúp em là quần kèm size S, M, L, xịn lắm, siêu co giãn. Những cái chân quần này form ống lê nhẹ nha mọi người nhá. Ai đấy ghi giùm em là quần kèm size S, size M và size L, form lê nhẹ. Còn quần không mặc màu trắng còn đủ size, màu đen còn đủ size, màu trắng còn có cái size S thôi. Xe 115 và xe 110, xe 110 nha mấy bà, xinh ha, sắc chưa. Trời ơi, thứ gì chịu cho nổi. Rồi ai lấy thì ghi giùm em nha, đen là còn đủ size mấy bà, đây là đủ size SML đó, mua về mặc với lại cái áo em đang mặc, áo em đang mặc là không đỏ giống quần, siêu cưng dễ thương, là mặc dạng thế này cũng đẹp, áo mặc là mặc được 2-3 kiểu lắm chị. Mọi người muốn like cái gì nữa không, comment em lên mẫu cho này mà dùng đơn nè, im du du buồn chứ vậy, có la cái gì nữa không để tớ dồn đơn cho các cậu luôn. Rồi set thể thao 145 còn một đen với một cờ bơ thôi, hết sạch, hàng này hàng cao cấp nha mấy bà. Đó,